Dạ vâng, chào mừng các bạn đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay với giáo sư Ngô Bảo Châu và giáo sư Nguyễn Xuân Long. Thì tôi xin giới thiệu, tôi tên là Trần Vĩnh Hưng, năm nay là năm 2021, vẫn là một mùa kỳ lạ. Thì buổi tọa đàm ngày hôm nay với giáo sư Ngô Bảo Châu và giáo sư Nguyễn Xuân Long là do Viazum, Viện Toán Cao Cấp Việt Nam tổ chức. Thì tôi có đôi lời giới thiệu ngắn về hai giáo sư như sau ạ. Thì về giáo sư Ngô Bảo Châu thì tất nhiên là mọi người đều biết giáo sư Châu, nhưng mà tôi vẫn muốn giới thiệu ngắn là anh Châu hiện nay là giáo sư ưu tú Francis and Rose Yuan ở khoa toán Đại học Chicago, và đồng thời anh cũng là giám đốc khoa học của Viện Toán Cao Cấp Việt Nam. Anh Châu sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Anh sang Pháp học Đại học École Normale Supérieure Paris và làm nghiên cứu sinh. Sau đấy tại Đại học Paris dưới sự hướng dẫn của giáo sư Gérard Lomong. Và sau một thời gian làm việc ở Pháp thì anh Châu có qua Mỹ làm việc ở Viện Toán Viện Nghiên cứu Cao cấp là IAS Mỹ trong 3 năm, và sau đấy là anh đến Đại học Chicago làm việc từ năm 2010. Anh Châu đã nhận được rất nhiều những giải thưởng cao quý bậc nhất trong toán học, đặc biệt là huy chương Fields tại Đại hội Toán học Thế giới vào năm 2010. Thì dĩ nhiên là mọi người cũng biết, nhưng mà huy chương Fields là giải thưởng cao quý nhất dành cho các nhà toán học ở dưới 40 tuổi và luôn luôn được coi là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất, nếu mà không muốn nói là số 1 cho những nhà toán học nói chung. Anh Châu hiện nay là viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ từ năm 2012, Viện Hàn Lâm Khoa học Paris từ năm 2016, và mới đây nhất thì anh đã trở thành thành viên danh dự của Hội Toán học London vào năm nay là năm 2021. Tiếp theo thì tôi xin được giới thiệu về giáo sư Nguyễn Xuân Long. Thì anh Nguyễn Xuân Long là hiện nay là giáo sư ở khoa thống kê Đại học Michigan. Anh cũng là cộng tác viên lâu dài của Viện Toán Cao cấp Việt Nam. Anh Xuân Long học cử nhân về khoa học máy tính tại Đại học Postec ở Hàn Quốc. Và sau đó là anh qua làm nghiên cứu sinh cũng về khoa học máy tính ở Đại học California, Berkeley, và anh nhận bằng tiến sĩ vào năm 2007. Sau 2 năm làm postdoc ở Đại học Duke thì anh Xuân Long đã đến Michigan làm việc từ năm 2009. Anh Xuân Long là một trong những nhà khoa học làm thống kê rất xuất sắc, và anh đã nhận được những giải thưởng lớn trong quá trình làm việc của mình. Tôi chỉ nêu ví dụ như là giải thưởng NSF Career của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ năm 2014. Và mới đây nhất là anh là Fellow của Viện Toán học Thống kê năm 2021. Và hiện nay thì anh Xuân Long đang là editor của một số tạp chí đầu ngành trong ngành thống kê như là Annals of Statistics hay là Bayesian Analysis. Thì tôi có đôi lời giới thiệu như thế. Thì chúng ta bắt đầu phần tọa đàm luôn. Thì tôi xin hỏi giáo sư Ngô Bảo Châu trước. Thì câu hỏi đầu tiên và dĩ nhiên là rất là thiết thực trong cái giai đoạn rất là khủng hoảng này, thì anh Châu có thể chia sẻ cho mọi người được nghe những biến cố và kỷ niệm trong 2 năm COVID vừa qua được không ạ? Và anh có thể kể thêm những kinh nghiệm dạy học hay hướng dẫn sinh viên tiến sĩ trong giai đoạn này không ạ? Cảm ơn tất cả anh Hưng về kia là giới thiệu. Xin chào tất cả các bạn. Tham gia rất là đông vui buổi nói chuyện vui vẻ ngày hôm nay. Để chúng ta nói chuyện vui vẻ thôi chứ không có chuyện gì cả. Căng thẳng cả, vì tôi rất là vui vì là cái thời gian này biết ở Việt Nam, đặc biệt là trong Hà Nội hay Hồ Chí Minh, thì mọi người trong cái giờ phút rất khó khăn. Cho nên là khi mà nói chuyện này chúng ta chia sẻ thêm một chút, không chung xúc từ rất là nhiều, có một cái về phút nói chuyện vui vẻ có lẽ cũng đỡ, cuộc sống cũng đỡ căng thẳng hơn. Thì cái điều nhất tôi muốn nói là từ trước nay, khi nhất từ buổi hôm nay khi mà tôi bận rất nhiều những cái chuyện liên quan đến admin, thì cái lúc mình nghĩ là giá mình có độ một tuần hay một tháng mà không gặp ai ở nhà là tối là thích lắm, nhưng giống như là chuyện ông bà vợ ông đánh cá và đúng là nên cẩn thận với điều ước của mình, có khi anh nghĩ thực gấp 100 lần như thế. Cái đúng như thế, tức là từ tất cả chúng ta đều trải qua COVID, thì tôi cũng là một trong những người mà được cách ly nhiều nhất Việt Nam trong năm vừa rồi. Khi mà tháng 1 thì tôi còn về Việt Nam, tháng 1 năm ngoái tôi về Việt Nam tham gia công việc với Toán Cao Cấp, sau đó tôi qua đến Mỹ. Tháng 3 thì có qua bên Pháp, Collège de France, để
chuẩn bị đọc cái bài giảng mà là lần đầu tiên ở Collège de France. Nhưng sau đó sau cái bài đầu tiên này thì Pháp bắt đầu lockdown. Thì tôi lockdown đầu tiên ở Pháp đấy trong 2 tuần. Sau đó thì gần như là phải chạy dịch quay về nhà bên Mỹ, bên Chicago. Về đến Chicago thì Chicago cũng lockdown nốt. Thế là tôi ở chỗ đau cả Pháp cả Mỹ. Sau đó đến mùa hè thì cũng sốt ruột công việc ở Việt Nam công tác. Thì lúc đó là viện bắt đầu chuyển trụ sở mới ở phố Chùa Lá. Lúc đó thì cái việc xây dựng trụ sở chưa hoàn thành. Mới được xong giai đoạn 1. Hè năm ngoái tôi cũng về Việt Nam và được trải nghiệm thú vị, trải nghiệm được quarantine ở khách sạn 2 tuần. Thế nhưng mà hè năm ngoái thực ra cũng trong thời gian căng thẳng, nhưng mà hè năm ngoái khá là vui vì là không vẫn còn chưa căng thẳng như năm nay. Đại khái là ngoài dạng quarantine thì cái cuộc sống còn tương đối bình thường. Và tôi cũng như đặc biệt là cái buổi năm ngoái thì trước khi tôi quay lại Mỹ thì viện tổ chức cái ngày annual meeting. Và hôm đó là một chiều một ngày mùa thu rất là đẹp ở Hà Nội. Hôm đấy anh Hưng cũng là một trong những cái diễn giả của cái buổi tạc thường niên của viện gia dựng năm ngoái. Và hôm đó thực sự rất là đẹp, khi mọi người tham gia rất là đông ở cái hội trường lịch sử của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đúng là một hôm đấy là cái tòa nhà đó có sơn màu vàng và ánh sáng màu vàng, thì mình chụp được rất nhiều ảnh rất đẹp. Trong một ngày tôi cảm thấy một trong những cái kỷ niệm ngày dễ chịu trong cuộc đời mình về các ngày hôm đó. Thế mà cảm giác thực sự hôm đấy là cái cuối cùng, cái cảm giác là cái cuối cùng dịch Covid nó cũng đi qua và cuộc sống bình thường quay lại. Nhưng đúng không phải như thế, đúng không? Thì tôi lại có một năm nữa còn căng thẳng hơn. Thì năm nay thì tôi tháng tư tháng năm vừa rồi về, tôi về Việt Nam để một trong những cái ngoài những cái công việc chuyên môn tôi về tổ chức seminar thì tôi cao cấp, thì tôi muốn một cái việc cùng với các anh em ở viện tổ chức cái lễ khai trương để tăng cấp đi phục trụ sở mới rất là đẹp, 157 phố Chùa Lão. Đến tất cả mời các bạn ở Hà Nội, Sài Gòn, nếu có dịp đi qua, nếu mà không đi được nên chưa, các bạn hãy đến thăm viện và đến ngồi làm việc ở thư viện chẳng hạn, thì rất là welcome ở viện. Thế nhưng mà cái kế hoạch đó cũng không thành công, thì các bạn có thể thấy cái tình hình lockdown là càng ngày càng căng. Tôi về Việt Nam được 2 ngày thì cái chế độ lockdown chuyển được từ 2 tuần đến 3 tuần, thì tôi được bonus lockdown là 2 ngày. Thì cái đấy cũng khá là đặc biệt, nói chung là sau khi vì nó bất ngờ chưa chuẩn bị tâm lý nên là cái chuyện 21 ngày trong cái phòng khá là đặc biệt, mặc dù tất nhiên là tôi còn được ưu tiên hơn rất nhiều so với cả nhiều người khác, tôi không phải lockdown trong tình trạng. Thì mặc dù sao tôi nghĩ là cái đấy cũng là cái khó quên. Thế thì nhưng mà dù trong cái điều kiện đó như vậy thì cái công việc việc tái cấp năm vừa rồi cũng có nhiều tiến bộ rất là tích cực. Dù trong cái hoàn cảnh lockdown liên tục, chúng tôi vẫn có thể thực hiện được cái chuỗi seminar 7 tuần về phân tử hít chin, với sự tham gia và những rất đông đủ của anh em làm toán trong chuyên môn học đó. Sau đó tất nhiên cái annual meeting năm nay nó không được vui như năm ngoái, căng thẳng hơn nhiều vì chỉ có độ 2-3 người trong hội trường thôi, tất cả mọi người đều phải tham gia qua online. Nhưng đấy là cái điều kiện khó khăn chung của cả thành phố, của cả nước. Nhưng mà cái nhất là về mặt tinh thần, cái tinh thần của đồng nghiệp anh em làm toán còn đang rất là phấn khởi tích cực trong công việc. Chúng ta hy vọng tất cả chúng ta sẽ đều vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này với giữ được tinh thần tốt đó, và bắt đầu năm mới năm 2022 có lẽ sẽ mọi người chúng ta sẽ quay trở lại bình thường hơn. Cảm ơn anh Châu ạ. Thì về câu hỏi đầu tiên thì em cũng hỏi anh Xuân Long câu hỏi tương tự, tại vì dĩ nhiên là anh Châu và anh Xuân Long đều trải nghiệm 2 năm vừa qua, nhưng mà mỗi người sẽ có những trải nghiệm rất là khác nhau, cho nên là cho em hỏi anh Xuân Long câu hỏi tương tự là anh có thể chia sẻ về những cái biến cố kỷ niệm trong 2 năm COVID vừa qua được không ạ? Và đối với riêng anh thì về kinh nghiệm dạy học hay hướng dẫn sinh viên tiến sĩ trong giai đoạn này thì nó có gì khác với bình thường không ạ?
Xin gửi lời chào tất cả các bạn sinh viên và các anh chị đồng nghiệp. Tôi cũng rất là vui, vinh dự được phải tham gia cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Đặc biệt vinh dự ngồi cạnh anh Châu, giáo sư Châu, là luôn luôn là nhà khoa học và người bạn tôi rất là ngưỡng mộ. Chúc tất cả mọi người cùng chúng tôi lúc nào cũng nghĩ Việt Nam, tôi lúc nào cũng nghĩ chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam. Hy vọng tất cả các anh chị và các bạn trải qua những cái ngày hôm nay mọi chuyện được may mắn. Thì so với anh Châu thì tôi có lẽ là cái trải nghiệm COVID của tôi nó khác hẳn. Bởi vì là trong từ cái khi mà bắt đầu ở Mỹ lockdown vào tháng 3, 12 tháng 3 năm ngoài, thì đến giờ thì tôi chưa ra khỏi cái bang Michigan lần nào. Và tôi là người rất là ngại đi lại. Thành ra là mỗi lần thường là công việc ở đây rồi hè nghỉ thì đi phải đi lại dự hội nghị rồi đi về Việt Nam rồi những cái hội thảo khắp nơi thế giới thì đi thường đi rất là nhiều, tháng nào cũng phải đi cả. Nhưng mà thành ra lúc nào cũng muốn là chỉ ngồi nhà để đọc rồi không phải làm gì cả. Thì cái hồi đầu mới COVID thì tôi cảm thấy rất là sung sướng. Mấy cái tuần đầu là tự dưng là không phải đi đâu, chỉ ngồi nhà rồi dạy cũng online thì rất là thích. Nhưng mà tất nhiên là chỉ một tháng sau đấy là bắt đầu cảm thấy rất hoang mang, thì vì cái cuộc sống nó bị đảo lộn tất cả. Thì dần dần tôi cũng hiểu ra là đúng là thế giới nó vẫn thay đổi và có nhiều cái nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình, và cũng không ai hiểu được là mọi thứ nó sẽ vận hành như thế nào, ngay cả ở những cái tầng vĩ mô cũng như là vi mô từng cá nhân. Thì trong suốt cái thời gian một năm rưỡi rồi ở nhà thì tôi cũng làm được một số việc mà nếu mà bình thường không có COVID tôi không làm được. Ví dụ như là ở nhà tôi dành nhiều thời gian để chơi với mấy bạn trẻ con ở nhà hơn. Chưa bao giờ tôi nói chuyện với chúng nó nhiều như vậy. Thì tối trước khi đi ngủ đọc sách, rồi là xem phim, rồi đợt hè nghỉ thì chơi những món thể thao mới mà chưa chơi bao giờ, ví dụ như là đi cầu cá hay là đánh tennis. Nhưng mà còn đối với công việc thì đối với sinh viên thì tôi thấy là tôi hướng dẫn một nhóm khá là lớn, có khoảng độ 5 bạn hướng dẫn chính thức. Ngoài ra thì có lúc nào có một nhóm họp hàng tuần khoảng độ 10 bạn. Cái học tiến sĩ, rồi học thạc sĩ, thì có 1-2 bạn học đang học đại học nữa. Thì có một cái điều khác là bởi vì các bạn thì ở Mỹ thì thường vẫn phải ở trong nhà mình, trong dorm, thành ra là rất là căng thẳng. Thì tôi bình thường đối với sinh viên của tôi thì tôi không thường bạn nào có nhu cầu gặp thì nhắn tin và tôi gặp, chứ cũng không yêu cầu phải gặp thường xuyên. Nhưng mà nói chung là các bạn muốn có cái tao đâu làm cái thầy nữa. Thầy thì trong suốt thời gian vừa rồi thì một năm rưỡi rồi tôi duy trì được họp với các bạn sinh viên thường xuyên hơn. Đấy, thì ngay cả giữa hè, thường hè nghỉ không tôi không có tổ chức họp nhóm gì cả, nhưng mà trong hè thì tôi cũng duy trì họp nhóm, đặc biệt là năm ngoái. Năm nay thì mệt quá nên cũng dừng lại để cho mọi người có thời gian để làm năng lượng. Thì họp nhiều hơn, thì ngay cả một số bạn tốt nghiệp trong hoàn cảnh COVID bảo vệ luận án tiến sĩ cũng thông qua qua phát biểu trên mạng thôi. Thì sau đó thì có 2 bạn tốt nghiệp năm ngoái, thực ra là một năm rất là thành công trong cái chuyện hướng dẫn sinh viên của tôi, là có 2 bạn tốt nghiệp và sau đó đều xin được làm vị trí sau tiến sĩ ở trường đại học Đức, ở viện nghiên cứu về thống kê và toán ứng dụng của Đức. Thường là khi các bạn tốt nghiệp rồi thì tôi ít khi nói chuyện nữa, bởi vì cho các bạn một khoảng cách để các bạn tự phát triển. Tất nhiên là thỉnh thoảng nói chuyện thôi, nhưng mà vì COVID thành ra là các bạn vẫn tham gia cái chương trình học nhóm của chúng tôi trong suốt cả một năm sau đấy.
thì đấy là việc hướng dẫn. Còn nghiên cứu thì tôi có cái cơ hội để làm một số hoặc là nghiên cứu một số vấn đề mà tôi trong suốt thời gian trước cũng bận bị công việc admin các thứ, tôi không có thời gian để làm, thì tôi cũng dành cho mình được nhiều thời gian để nghiên cứu hơn và đặc biệt là học thêm được nhiều môn mới. Ví dụ như là tôi học thêm được, bởi vì online thì có cái thú vị là bất kỳ cái lớp nào học người ta dạy thì mình cũng có thể tham gia được. Thì tôi cũng tham gia học thêm một số môn mà tôi kiến thức đang còn hỏng, ví dụ như là harmonic analysis thì graduate class thì tôi tham gia được cả một cái hai cái cua liên tục trong vòng hai học kỳ liên tục, và ngồi ở nhà đọc sách chăm chỉ rồi theo giảng hoặc là bài tập chăm chỉ của một cái giáo sư khác ở Michigan đây, thì tôi cũng cảm thấy là may là nhờ COVID nên tôi mới học thêm và biết được harmonic analysis được rõ hơn. cái trải nghiệm thì nó là như vậy. Yeah, cảm ơn anh rất nhiều. Thực ra thì đúng là rất nhiều trải nghiệm, nhưng mà đúng là nếu mà nói về cái giai đoạn mà bị cách ly thì em không biết ai mà cách ly nhiều như anh Châu. Cũng là hè năm ngoái nhà em có cũng bay về Việt Nam, thì trong lúc đã đi ra sân bay, đi ra đến Chicago O'Hare thì em cũng rất là bối rối khi mà sân bay rất là đông, nhưng mà Văn mới nói là ô ai nhìn giống như anh Châu, và đúng là anh Châu thật. Nên là cảm ơn các anh rất nhiều về chia sẻ những kinh nghiệm nó rất là thật và rất là khác biệt cho các bạn có thể lắng nghe, và các bạn cũng có thể cảm nhận thấy là cũng có thể là thế giới nó sẽ không bao giờ quay trở lại như cũ nữa, nhưng mà mình có thể thay đổi để mình làm được những thứ nó thú vị hơn. Để tiếp tục cái chương trình á, thì em sẽ xin hỏi sâu thêm một chút về nghiên cứu. Cái này thì có thể là mình quay ngược dòng thời gian một chút để anh Châu và anh Xuân Long có thể chia sẻ những cái lúc mà rất là khó khăn, thách thức trong quá trình nghiên cứu của mình. Em nghĩ là cái này anh Châu cũng đã chia sẻ ở đâu đó rồi, nhưng mà anh Châu có thể chia sẻ cho các bạn tham gia một chút là những quãng thời gian thực sự khó khăn và thách thức nhất của mình trong quá trình nghiên cứu của anh được không ạ? Nói chung tôi nghĩ là trong quá trình nghiên cứu lúc nào cũng thách thức, đúng không? Nói chung không có lúc nào là nó dễ dàng cả. Nhưng mà về mặt cơ bản chỉ có một vài cái thời điểm mà tôi cảm giác là mình bất lực, bỏ tay thì mình không làm được. Còn thường thì nói chung là mình cảm thấy nó khó. Mình cá nhân tôi luôn là người lạc quan, nói chung là vì nếu mà tôi chưa thấy, thường là tôi nghĩ chỉ vấn đề khó làm sớm làm muộn thì nó cũng làm, nếu mà làm được chắc mình làm được thôi, không. Nhưng mà có một vài thời điểm quả thực là tôi nghĩ là khó hơn sức của mình. Một là khi mà làm, khó nhất là lúc mà làm tiến sĩ, làm PhD sau độ làm đến ở bên Pháp thường là tối đa là 4 năm phải xong. Thì tức là sau 3 năm tôi vẫn chưa có bất cứ một kết quả nào, một epsilon không có gì cả. Tôi chỉ có một những cái tính toán mà nó chẳng có gì thú vị cả, mình không thấy thú vị. Mà đến lúc đấy gặp ông thầy thì ông chỉ bảo là ông thì mình phải làm những gì đó để bảo vệ được thôi. Ông cũng sốt ruột, ông cũng lo, mà tức là bản thân cái bài toán ấy thì ông cũng không làm được, mình không làm được. Hay hai thầy trò tuần nào gặp nhau nhưng mà nhìn nhau một cái bối rối, không ai làm được cả, chẳng biết làm nào. Thế thì cái lúc đó là tôi khá là khủng hoảng. Lúc đầu năm, bây giờ vào tháng 9, năm thứ 4 ấy, cuối năm đấy là phải bảo vệ rồi. May mà bên Pháp thì cái chuyện mà apply for job ấy, là muộn hơn. Bên Mỹ là cái căng thẳng phải làm từ đầu năm, đúng không? Bên Pháp là tháng 2, tháng 3 bắt đầu. Đấy thì cái lúc đó rất là căng thẳng. Thì đúng một cái tình cờ tháng 9, tháng 10 tôi có ý tưởng, sau đó tự trong vòng vài ngày mọi thứ nó đâu vào đấy hết. Nó bất ngờ. Nhưng mà cái thời điểm mà tâm lý nó khó khăn nhất ấy, là khi bắt đầu tôi ngồi và tôi viết đầy đủ chứng minh. Thì cái chứng minh nó cũng không dài lắm, tôi cũng viết rất là cẩn thận chi tiết, tôi toán toán tôi cũng chưa hiểu biết nhiều lắm, nhưng viết tất cả tôi rất là cụ tỉ, thế 50 trang thôi, không dài.
Thế nhưng mà viết đến cái chỗ mà critical thì lúc đấy khoảng độ 11 giờ phát hiện nó sai. Thì quả lúc đó là đầu óc mình đúng như phát điên, thì lúc bây giờ sai làm nào đúng không? Bây giờ có lúc bây giờ đến lúc phải bảo vệ tiến sĩ rồi, mà có vợ rồi, có con rồi, mà bây giờ sai chết giờ thì mới làm thế nào? Rất là căng thẳng. Thì lúc nhưng mà tôi đợi đến bình thường vì ông thầy giáo tôi cũng nghiêm mà cũng, nên là tôi không dám gọi, nhưng mà lúc 7 giờ sáng nó gọi điện thoại ông bảo sai rồi. Chết không biết làm thế nào. Thế nhưng ông rất là bình tĩnh, ông bảo là không sai đâu, chắc là đúng rồi, cái bình tĩnh này chắc là mình mệt và mình biết lung tung thì không sai đâu. Thế đúng là quẩy thì trong một ngày hôm sau bình tĩnh nó viết lại thì nó không sai, mình cho mình căng thẳng quá mình tưởng nó sai, nó không sai. Để khai thì đấy là một cái khó khăn về mặt tâm lý thì lúc đấy rất là khủng hoảng. Còn khó khăn thứ hai là lúc mà đã trưởng thành rất nhiều rồi, tức là sau khi tôi đã làm về buổi cơ bản, tức là sau khi đã có thể quyết định, sau khi mà tôi cùng thầy giáo chứng minh được trường hợp thắng Inuta, nó được cái giải thưởng Clay thì rất lúc đó khá là vang dội rồi. Thì cái lúc ngay cả trường hợp đặc biệt đó thôi, nhưng mà khá là có nhiều ứng dụng nên là được công nhận cái công trình rất là nhanh. Thế sau đó tôi tiếp tục làm công việc là mình và mình chắc chắn là cái hướng đi, cái cách tiếp cận là đúng rồi. Thế nhưng mà mình cứ bình, cái lúc tôi cũng không vội, chẳng có đi mà vội, mình cứ ngồi mình thử tất cả cái cách nào mà nói chung là có thể thử được, mình cảm thấy mình thử 2-3 năm vẫn không được, lúc nào đến chỗ này nó lại học. Thì đúng là đúng đến năm, từ đấy từ năm 2004 đến năm 2007 thì lúc đó là thực sự lúc ấy mình cảm giác là mình bó tay tất cả những cái gì mình có thể thử được, là humanly possible là mình thử rồi, rõ ràng là không thể làm được tất cả những cái strategy, những cái idea mà những cái võ hay những cái cách làm mà mình biết hay là trên từ xưa đến nay những người xung quanh người ta làm mình thử vào hết rồi. Và có một cái statement mình thấy chắc chắn nó phải đúng mà không làm được, thì lúc đấy mình chỉ khá là hơi buồn. Thì lúc đấy mình tôi chỉ tự bảo mình là không sao, dù sao mình đã mở một con đường rồi, mình không đủ sức để đi đến cùng thì thế nào cũng người đi thay mình đến cùng thôi. Mình, tức là mình không được cái là vinh quang là người chinh phục cái đỉnh cao này, mình đã mở một con đường thế nào cũng sự. Lúc đấy tôi tin tưởng chắc chắn là con đường là đúng, chẳng qua là mình không đủ cái một là không, hoặc là không có may mắn, là mình không có thiếu cái gì đó để đi đến cùng thôi. Thì nói chung là lúc ấy là hơi hơi chống chính mặt tâm lý, nhưng mà cũng không phải quá là buồn, cảm giác là mình đã làm được cái gì đó rồi, mình không dù có được đến cùng hay không sợ lắm. Nhưng mà đúng lúc may lúc đó thì đúng là cũng có một, tôi không kể lại câu chuyện đó, nhưng đại khái lúc đó có một xảy ra được gì đó, tức là một cái mình tìm được cái như là một cái mảnh cuối cùng của cái puzzle. Thì tự nhiên tất cả những cái mà lúc trước nó bị hỏng, tự nhiên nó bố được với nhau. Thì lúc đó thì lúc đi tin tưởng cho nó có chứng minh. Thì tất nhiên từ lúc mà mình tin tưởng là mình có đủ argument để chứng minh, cho đến lúc mà viết ra chứng minh, mình mất 1-2 năm làm việc cật lực nữa. Nhưng mà đấy tức là có hai cái khoảng cách, mình nghĩ là căng thẳng về mặt tâm lý. Còn thì một chút bình thường tôi cho mình rất là lạc quan, không, nên là tôi không bị cái chuyện là căng thẳng hay là về vấn đề công việc. Đã, cảm ơn anh. Anh cho em hỏi thêm một cái câu nhỏ chỗ này thôi, là anh nói là cái mảnh cuối của cái puzzle anh tìm ra là năm 2007, thì lúc đó là anh đang ở Pháp hay lúc đó anh qua Mỹ rồi? Lúc đó qua Princeton rồi. Dạ. Thì lúc đấy là cái khả năng tâm lý rất là đặc biệt, tức là lúc đó thì họ bên viện IAS họ mời mình có một chuỗi bài giảng về công việc mình làm. Thì đấy việc rất là vinh dự và khi mà mình nói trong một hội trường nhỏ thôi, nhưng đúng là tất cả những ngôi sao từ ông Landon, từ Lynn MacPherson, những người xưa mình ngưỡng mộ và sách họ nghe từ đầu đến cuối, và họ cảm thấy rất là thích thú về cách tiếp cận mới này, cách mình diễn giải lại những cái vấn đề cũ mà cách tiếp cận của mình. Thế nhưng mà trong lòng lúc mình khá là rối ren vì mình người ta thích, nhưng trong lòng mình cảm thấy là mình chịu, là đến đó thì mình không làm tiếp nữa.
Thế rất là tình cờ là có một cái buổi sau sau cái bài giảng thì mới mình gọi ngồi lại thì tôi nói chuyện với một cái ông Goretsky, Macpherson Goretsky là hai cái người mà sáng tạo ra khái niệm pervasive, với khái niệm một cái công cụ cái là cơ bản tôi sử dụng. Thế tình cờ tôi hỏi là một cái vấn đề chung chung như thế này, đã bao giờ là Mark Goretsky Mark đã gặp chưa? Thế ông Mark bởi hình như lúc mà ông ấy làm lúc ban đầu có một cái trường hợp một cái tính toán nhưng mà để nhân phải gửi nhà ông tìm lại sổ sách, ông chưa publish cái tính toán đến bao giờ. Thế lúc mình ok tuần sau hẹn gặp lại sẽ cũng chả vội, lúc mình thử hết tất cả mọi thứ mình cảm giác là chắc là quân thua. Thế một tuần hôm sau ông Mark quay lại với quyển sổ cũ, ông ấy giải thích cho tôi cái tính toán của ông cách đấy mấy chục năm. Thì lúc đó lúc bắt đầu mình như bị điện giật, từ khóa đấy chính cái tính toán rất là đơn giản của ông ấy là chính là cái mà từ này tôi thiếu, tôi cảm có cái leo núi có chỗ nào mình bám mới leo tiếp được, thì đấy đúng là cái mấu mà mình thiếu. Thế sau sau khi hiểu cái tính toán rất đơn giản của ông ấy thì mình tất cả những cái từ trước này mình làm nó tự nhiên nó nhờ thêm một cái đòn bẩy để. Thì đấy đúng là một cái tình cờ, nếu mà tôi không sang Princeton năm đó, mà nếu mà tôi không hỏi một câu hỏi bông cua với cậu Mark Goretsky thế, mà nếu mà tôi không ông ấy quên cái chuyện kia đi về cái tính toán của ông ấy, thực ra ông cảm giác không quan trọng, nó không publish bao giờ mình không biết, nó chưa ứng dụng vào đâu bao giờ cả, thì hoàn toàn là sẽ là một cái lost knowledge. Nói chung là thì tôi nghĩ thế, nói chung là tất cả mọi thứ phải có sự may mắn để trong đời. Dạ, cảm ơn anh. Rõ ràng đây thì cái thông điệp của giáo sư Châu cho các bạn trẻ nó rất là rõ ràng, nó các bạn suy nghĩ và kiên trì nghĩ thật sâu, một lúc nào đó thì các bạn có thể tìm ra những điều gì đấy. Và cái thứ hai là cũng nên nói chuyện với những giáo sư hàng đầu khác và tìm các cái mối liên hệ. Chúng ta không nên quá co mình lại. Dạ. Còn em cũng muốn hỏi anh Xuân Long một câu hỏi tương tự. Thì ngoài là một chút là thực ra là anh Xuân Long tốt nghiệp tiến sĩ năm 2007, và lúc em đến Berkeley năm 2008 thì lúc đó em không gặp anh Xuân Long, nhưng mà tức là huyền thoại và mọi người Berkeley đều nói là tức là anh Xuân Long là một cái người đã để lại rất rất nhiều những cái ấn tượng cho các bạn sinh viên Việt Nam ở Berkeley lúc đấy. Thì nhưng mà em chưa hỏi anh Xuân Long câu này bao giờ, thì anh Xuân Long có thể chia sẻ với mọi người biết được là trong cái lúc anh làm tiến sĩ ở Berkeley thì anh có gặp những cái quãng thời gian thực sự khó khăn hay thách thức như thế nào không ạ, và anh vượt qua điều đó như thế nào? Cái hồi học tiến sĩ thì nói chung là hồi học tiến sĩ thì về mặt nghiên cứu nó cũng khá là suôn sẻ. Chỉ có một cái vấn đề là hồi đấy là tôi luôn luôn cảm thấy là trong nghiên cứu thì hồi đấy luôn luôn cái khó là mình nhất là khi mình mới chập chững bắt đầu nghiên cứu làm sao tìm được con đường riêng cho mình, thì hồi đó thì tôi chọn những vấn đề gì nó cũng đủ dễ để giải quyết, cho nên nó khá là suôn sẻ chỗ đấy. Nhưng mà vì vậy cho nên tôi luôn luôn cảm thấy là mình thích cái nghiên cứu của người khác hơn là nghiên cứu của mình. Thì có lẽ có một cái thử thách một cái bước ngoặt ở trong cái thời gian tôi làm tiến sĩ, nghĩa là khi mà tôi đã có một số kết quả nhỏ nhỏ rồi, nó có thiên hướng về thống kê toán các thứ, thì thầy hướng dẫn nói với tôi là làm được những kết quả này thì nói chung cũng hay, nhưng mà có lẽ cũng chỉ 5-10 người đọc, cho nên là bây giờ với cái thử suy nghĩ xem là tìm cách ứng dụng thống kê và học máy vào trong các vấn đề của sinh học tính toán, thì khi mà em có những cái đóng góp như thế thì có lẽ cái ảnh hưởng nó sẽ lớn hơn nhiều, sẽ không phải là chỉ có khoảng độ 10 người đọc, mà có thể sẽ nhiều người quan tâm kết quả của mình hơn, và cái đóng góp ấy có thể nó sẽ ý nghĩa hơn cho xã hội lâu dài. Thì tất nhiên là tôi nghe thế thì thấy cũng vui tai. Thế là xong suốt một năm sau đấy thì tôi cũng đi tham gia một số cái workshop, rồi đi nói chuyện một số chuyên gia hàng đầu ở Berkeley về
đặc biệt làm cái vấn đề, hồi có một vấn đề mở là vấn đề protein folding problems, thì làm sao để tìm ra được cái cấu trúc ba chiều của protein chỉ dựa vào thì dựa vào và những cái mô tả về về phân tử ở mức độ hai chiều gì để dựa vào những cái tương tác giữa những từ mà cấu thành cái amino acid đấy. Thì tôi cũng đi tham dự workshop, nhưng mà suốt một năm sau đấy thì tôi phải học một số cái background về sinh học. Thì nói chung tôi rất là thích sinh học nhưng mà tôi thấy nó khó quá, tức là phải nhớ rất là nhiều. Thì trong cái thời gian mà ngồi học thì tham gia những cái buổi học về sinh học đấy, thì lúc nào bên cạnh tôi cũng có một có vấn đề mở về thống kê toán bên cạnh, mà nó luôn thành ra là mình đọc cái này những cái đầu mình vẫn nghĩ về cái kia. Và cuối cùng thì tôi giải quyết được một số vấn đề cũng khá là tốt, mà một số kết quả tốt về bên thống kê toán. Thì sau một năm ông thầy thấy là mỗi lần đi gặp ông ấy thì thấy là cứ cuối buổi tôi chỉ thích nói về cái thống kê toán kia thôi, chứ còn cái phần sinh học phân tử thì thấy tôi thấy không có một kết quả gì cả. Thì sau một năm sau thì ông ấy cũng không nói gì nữa. Và cuối cùng là tôi vẫn làm cái mình thích, và nhờ thế nên là cái đoạn sau về nghiên cứu của tôi nó rất là suôn sẻ những năm cuối. Thì nhưng mà mặc dù vậy thì có lẽ thử thách lớn nhất là khi mà đã làm giáo sư ở Michigan được 1-2 năm ấy, thì đúng như tôi vượt qua được một thử thách mà có lẽ là mà anh Châu có thể anh Châu không biết hết, nhưng mà đóng một vai trò cũng quan trọng trong cái quyết định của mình. Tức là khi mà tôi tốt nghiệp tiến sĩ ở Berkeley rồi thì lúc đấy tôi cảm thấy là tôi rất là tự tin, cảm tưởng như mình biết hết về statistics, về thống kê toán. Tức là mình cảm thấy mình đã học hết rồi, mặc dù mình có thể không nghiên cứu một số mạng thì mình hiểu, và mình cảm thấy mình hiểu rất là nhiều thứ. Thì cái tháng cuối khi sau khi mà tốt nghiệp ấy, thì có một người bạn mới đưa cho tôi một quyển sách gọi là Bayesian Nonparametrics. Thì khi mà quyển sách ấy nói về cái cách chứng minh một số cái tính chất của một cái lớp mô hình phức tạp trong thống kê, gọi là mô hình về Bayesian và có số lượng vô hạn, vô hạn chiều, có số lượng biến vô hạn, thì tại cái thời điểm đấy thì những cái mô hình đấy người ta ứng dụng rất là nhiều và rất là thành công ở trong rất nhiều cái ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, từ sinh học phân tử cho đến là học máy trí tuệ nhân tạo, nhưng mà vẫn không ai hiểu cái bản chất, cái ý nghĩa tại sao những lớp mô hình nó lại có thể hữu ích được như thế. Thì đấy vẫn là đề mở. Thì khi tôi đọc quyển sách rồi thì tự dưng lúc tôi đọc tôi thấy là rất là khó, tức là có nhiều cái tôi chưa đọc bao giờ. Thế là lúc tôi nhận ra là một nửa về thống kê toán là tôi không hề biết gì cả. Thì khi thì cũng là cái tháng mà tôi tốt nghiệp, nhưng cũng là mình nhận ra là mình hóa ra mình chỉ biết một nửa thôi. Thì trong cái thời gian làm postdoc ở Đức thì tôi quyết định là tôi sẽ học những công cụ kỹ thuật đấy. Trong cái thời gian mặc dù là nghiên cứu tôi vẫn về những thứ khác, tức là nó vẫn là nhất quán với cái kiểu của tôi là làm một cái nhưng lại thích cái khác. Thì khi đến Michigan thì lúc đấy tôi cảm thấy là tôi cũng có thể làm được rất nhiều việc, thì là làm nhiều dự án, hợp tác với nhiều người cộng tác viên ở những ngành khác cả, những cái đấy tôi làm được. Thế nhưng mình vẫn không cảm thấy thỏa mãn lắm, bởi vì mình vẫn chưa làm cái mình thích thú nhất. Trong khi có vấn đề mở kia, vấn đề là phải hiểu cái bản chất của một lớp mô hình phức tạp mà hierarchical Ridgely process, thì tôi thích muốn làm, nhưng mà tôi vẫn âm thầm học cái công cụ nhưng mà vẫn chưa dám sắn tay vào làm. Tức là mình vẫn học những cái gì mình cảm thấy cần phải học nhưng mà chưa thực sự bắt tay vào nó. Đấy là năm 2007. Thì hồi năm 2010 mình Châu được giải siêu đúng. Thì cuối năm đấy thì bọn tôi sang thăm gia đình nhà anh Châu là năm Christmas, Thanksgiving gì đấy. Thì đấy là đầu tiên được gặp anh Châu, mặc dù nghe anh Châu từ rất xa xưa rồi. Thì cái dịp đấy là gặp anh Châu đầu tiên thì mới được nghe anh Châu với kể cái câu chuyện về bồ đề cơ bản, một cái hành trình dài 13 năm từ khi mà anh bắt đầu biết về nó hoặc là muốn giải quyết nó. Thì cái câu chuyện của anh thì gây rất nhiều cảm hứng đối với cá nhân tôi. Thì cái cách mà anh kiên trì bền bỉ và tấn công vấn đề mặc dù nó rất là khó mà không biết là mình có giải, tại thời điểm đó thì có lẽ chưa biết là có giải quyết được hay không. Thì
thì nó làm cho tôi suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì tôi cũng có một vấn đề mà tôi muốn giải quyết, vấn đề tôi rất thích thú từ năm 2007 mà tôi vẫn đang tổ chức tìm cách để giải quyết, học những cái công cụ nhưng mà cũng chưa dám bỏ công ra để nghiên cứu về nó, bởi vì tôi cũng sợ là không biết mình có giải quyết được không. Trong khi đó thì có một cái áp lực là phải xuất bản, mà sau 5 năm là người ta sẽ xét biên chế tính chất và vào tenure, cho nên là mình cũng không dám. Trong khi đó tôi có rất nhiều cái dự án cộng tác với mọi người, ứng dụng mà tôi bỏ, nếu mà mình làm chắc chắn sẽ làm được và sẽ xuất bản, nhưng mà mình vẫn vào cái vòng luẩn quẩn là có vấn đề mình muốn mà mình chưa dám làm. Thì gặp anh Châu về thì làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà cũng chưa quyết định làm hẳn. Sau đó thì tôi đi có một cái workshop nhỏ nhỏ tưởng niệm cái ông Eric Lehman, một cái là một cái nhà thống kê hàng đầu ở Berkeley. Thì ở đấy, đến đấy thì workshop thì tổ chức ở Texas, thì tôi đến Texas, thì sau đó tôi gặp một cái thầy giáo cũ của tôi ở Berkeley, thì bà ấy hỏi là BNU, thì bà ấy hỏi là dạo này tôi đang làm vấn đề gì. Thì tôi không nói về cái vấn đề tôi đang làm, tôi bảo có cái vấn đề này em muốn nghiên cứu, thì tôi mới nói với bà về câu về cái vấn đề và từ năm 2007 tôi muốn giải quyết. Thì bà bảo là vậy thì nên làm cái đấy đi, vì cái đấy sẽ nhiều người quan tâm. Sau đó và kết hợp với cái câu chuyện của giáo sư Châu, thì tôi về quyết định sau một buổi đêm nằm ngủ dậy, thì tôi quyết định là mình sẽ làm vấn đề này. Và những để bắt đầu ấy thì cũng rất là khó, bởi vì là có rất nhiều cái thời gian của mình bị chia sẻ vào những dự án khác. Thì tôi quyết định có một dự án đã được fund của NSF với một đồng nghiệp là làm về neurobiologist, rồi tôi bảo là tôi quyết định rút và tôi sẽ không dùng tiền của dự án ấy nữa, bởi vì tôi bị quá dàn trải. Và lý do là tôi muốn dành thời gian để nghiên cứu vấn đề riêng của tôi. Thì anh bạn đó, anh rất là sốc. Cũng may mà sau đó thì tình bạn nó không bị sứt mẻ gì, vẫn tiếp tục, nhưng mà anh rất sốc, bởi vì trước tôi là thành viên rất là nhiệt tình cho dự án đấy, mà quyết định của tôi là không, bởi vì dự án đấy có nhiều cái về sinh học quá mệt mỏi, tôi không theo đuổi được, mặc dù là mình vẫn có đóng góp được, nhưng mà mình không thực sự mặn mà cho lắm. Thì khi tôi quyết định làm cái vấn đề đấy là đầu 2011, thì tất nhiên là phải mất 2 năm sau thì mới thực sự là giải quyết được cái bài toán mà tôi muốn giải quyết là 2013. Mặc dù là thực ra là cũng chỉ giải quyết một trường đặc biệt thôi, còn vấn đề vẫn chưa giải quyết được kết quả cuối cùng. Và nhưng mà khi mà tôi giải quyết được rồi thì tôi cảm thấy rất là mãn nguyện, bởi vì cái mà mình đặt ra muốn làm, và cuối cùng mình lần đầu tiên mình làm được một vấn đề mình không biết mình có làm được hay không từ năm 2007, và cái stake nó rất là nhiều, cái rủi ro nó rất là cao, nhưng mà cuối cùng mình làm được. Và từ đấy thì tôi tìm ra một hướng đi của mình, tức là lần sau khi mà giải quyết được vấn đề đấy thì tất cả các bạn sinh viên của tôi, rất nhiều bạn cũng đi cùng theo cái hướng mà tôi giải quyết ra mình. Lúc đấy mới thực sự sau năm 2013, tức là lúc ấy tôi đã làm giáo sư ở Michigan được 4 năm, thì tôi mới thực sự là tôi đã tìm được con đường riêng của mình. Còn mình đi phát biểu hội nghị, mình cảm thấy mọi người chăm chú lắng nghe hơn, bởi vì họ nghe những cái mà họ chưa nghe bao giờ. Tức là khi mình làm một số vấn đề mà mình cảm thấy nếu mà mình không làm thì có lẽ là sẽ chưa ai làm được, ít nhất trong vòng 5-10 năm. Thì khi mình làm được chuyện đấy mình cảm thấy rất là thích thú. Thì có lẽ là vượt qua được thử thách đấy, lúc đấy mới tôi mới thực sự cảm thấy mình tự tin hơn và mình thực sự là biết làm nghiên cứu. Cảm ơn anh Xuân Long. Thì rõ ràng là cái thông điệp của anh Xuân Long cũng như của anh Châu nó rất là rõ ràng, là các bạn nên theo đuổi cái thứ mà mình đam mê. Có thể có những cái bài toán rất là khó, rất là sâu, nhưng mà dành nhiều thời gian cho nó, và cũng phải không chỉ là dành thời gian cho nó mà phải học thêm những cái hướng khác, và cũng phải nói chuyện với những chuyên gia khác. Và đôi lúc các bạn cũng không nên ngại quá khi mà có cơ hội hay có điều kiện để có thể nói chuyện với các giáo sư hàng đầu. Ví dụ như là tôi cũng có một cái ví dụ có thể nói cho các bạn là cái lúc mà tôi cũng học tiến sĩ ở Berkeley thì thực ra là cũng chả ai biết cả, nhưng mà
cái cũng cùng cái giai đoạn với anh Xuân Long, hoặc là sau đấy một chút, là lúc đấy là anh Châu có qua Berkeley trình bày một cái bài giảng Distinguished Lecture, tôi cũng không nhớ nó là bài giảng gì, năm 2011 hay 2012, do giáo sư Edward Frankel, ông mà viết cuốn sách Love and Math, mời. Thì tôi cũng có đi nghe bài giảng của anh Châu và thực ra cũng không hiểu gì mấy, chắc là hiểu được khoảng 1-2 phút đầu. Nhưng mà lúc đấy thì tôi cũng có biết anh Châu, và lúc đấy anh Châu đã rất nổi tiếng rồi, đã được giải Fields rồi. Nhưng mà tôi cũng lên chào anh Châu và bảo anh Châu có rảnh đi uống cà phê với em một chút. Và lúc đó anh Châu rõ ràng là không biết tôi là ai, nhưng mà chắc là nghe tiếng Việt Nam nên anh Châu cũng bảo ok, anh em đi uống cà phê rồi nói chuyện. Và tôi cảm thấy là những cái thời gian mà có thể nói chuyện được với các giáo sư như thế rất là quý, tại vì đôi lúc các bạn có thể hiểu được thêm một cái điều gì đấy, hoặc là có thể nhìn thấy được cái những cái con đường đi của mình. Và tôi hy vọng là các bạn trẻ có thể hiểu được những cái thông điệp của giáo sư Châu và Xuân Long gửi cho các bạn. Để tiếp tục thì em xin hỏi anh Châu và anh Xuân Long qua câu hỏi thứ ba. Thì cái này nó sẽ liên quan đến các bạn sinh viên đại học và các bạn chuẩn bị xin làm nghiên cứu sinh, hoặc các bạn làm nghiên cứu sinh ngành toán. Thì làm ví dụ như là ở đây thì là hôm nay chúng ta hơi thiên vị vùng Midwest một chút, tại vì giáo sư Châu, giáo sư Xuân Long hay tôi thì đều ở Midwest ở Mỹ. Nhưng mà chúng ta không thể nói được ở những trường khác, nhưng mà ví dụ như là ở Đại học Chicago chẳng hạn, thì theo như anh Châu thấy thì các bạn sinh viên làm tiến sĩ thì thường có những yêu cầu gì ạ? Và dĩ nhiên Chicago là trường tư và rất là nổi tiếng rồi, thì các bạn sẽ có những khó khăn hay những thuận lợi gì khi mà các bạn làm tiến sĩ ở Chicago ạ? Thực ra tôi chưa về tham gia vào cái graduate committee để lựa chọn sinh viên, để không rõ xin xét được tiêu chuẩn và lựa chọn như thế nào. Nhưng mà về cá nhân tôi, một khi mà tôi cái những cái tôi mong đợi từ sinh viên ấy, thì là cái tất nhiên một phần kiến thức như nền tảng thôi, tôi không thể nào mà không muốn phải dạy lại sinh viên thế nào là về abstract algebra, dạy về calculus, thì là tôi không muốn cần được những kiến thức cơ bản. Nhưng mà cái khả năng quan trọng tôi nghĩ rằng là cái khả năng tự học là khả năng rất quan trọng. Khả năng tự học là thì và cái khả năng thứ hai mà tôi nghĩ là một cái mà càng ngày tôi càng thấy là rất là khó mà để dạy được, hoặc là các bạn có hoặc là không, tức cái khả năng trình bày một cái sáng suốt. Cái đấy mà khi mà viết, khả năng viết một cái sáng suốt, tức là cái có nhiều bạn mà tôi phải đi sửa bài đến 4-5 lần để không viết được sáng suốt, không có cách nào cả. Thì đấy là một cái mà có những bạn mà rõ ràng là về mặt có thể rất tốt về trực quan, về trực quan mà có thể hiểu vấn đề rất nhanh, nhưng mà bạn không có khả năng trình bày một thứ nó sáng suốt một cách rành rọt ấy, thì là cái đấy rất là khó để tiến xa được. Vì sau đó sau cái mức độ intuition thì phải có rành rọt, phải có nếu mà cái gì nó mông lung thì cái việc mình viết ra nó như là mình bê tông hóa cứng lại, thì sau đó mình đi tiếp tục mình xây tiếp tầng thêm. Chứ nếu mình lúc nào chỉ có intuition thì mình mãi mãi không ở trên ở những không get off the ground, vẫn cứ ở quay quần ở chỗ cái mẹ cỏ. Thì đấy thứ hai tôi nghĩ là hai cái hay khả năng rất quan trọng là một khả năng để tự học. Từ khi mà có một vấn đề thì có thể tự tìm hiểu được. Thì khi đối với cái vai trò của người hướng dẫn thì tôi chỉ có thể là trình bày, và tôi nghĩ trong vấn đề đâu là cái điểm chốt, đâu là cái quan trọng và phải đọc chỗ nào chỗ kia. Thì tôi không muốn là mình phải dạy một cái class hay là ngồi chứng minh cụ thể từ đầu đến cuối. Mình nghĩ cho đây chỗ này là cái địa điểm quan trọng để chứng minh cái ý tưởng như thế này. Và sau đó sinh viên phải tự đọc và tự tìm hiểu nữa. Mình nên trong cái chìa khóa là cái việc mà đi vào trong cái lâu đài đó hay cái ngôi nhà mình thì là tự học, phải tự khám phá thì phải có khả năng tự học. Và trong khả năng tự học nó có một cái curiosity nữa. Thì bây giờ tôi rất nhiều một số bạn thấy là khó mà có thể phát triển được là vì rất thiếu curiosity. Nếu mà mình bảo bạn đọc cái phần này thì bạn đọc đúng cái trang đó, không bao giờ bạn tìm hiểu xem là những cái nó thắc mắc, những cái thắc mắc khác xung quanh. Cái vấn đề là cái mục đích luận nó quá cao,
tức là muốn trong khi làm nghiên cứu, nhiều khi cái mục đích luận, nhiều khi mục đích nó lại là có mình có mục đích để mình gai mình thôi, chứ về mặt bản chất mình yêu toán, mình thích học thì mình có câu hỏi thì mình học thêm A cái B cái C nữa. Thì như các bạn nào cứ nhất định chỉ hiểu đúng, học tối thiểu để giải quyết được cái vấn đề, thì thấy là cái vấn đề mà chúng các bạn không tiến xa được. Và cái điểm thứ hai là đúng là tôi nghĩ là phải luyện tập từ ngay từ học phổ thông ấy, là cái biện tập trình bày cho nó sáng sủa, không phải chỉ cho mình, cho người khác đọc, mà nói chung là cho mình nhiều nhất. Tức là nếu mình không trình bày với sáng sủa thì không, thực ra là mình vẫn chưa hiểu rõ cái đấy. Ông Einstein cũng nói mãi cái chuyện đấy rồi. Nhưng mà một cá nhân tôi thì từ xưa nay tôi vẫn nghĩ cái phương pháp học riêng của tôi là như thế. Tức là khi mà ngay khi tôi học đại học ấy, vì dạo đại học nhanh quá là có rất là bức bối khó chịu. Tức là mình học, mình cũng thi đỗ ok, điểm cũng không tồi, nhưng mình vẫn không cảm thấy thoải mái, vì mọi thứ nó vẫn lộn xộn trong đầu mình. Tức mình đủ cái độ nhanh nhạy để mình có thể bám mắt thằng này thằng kia để mình có thể giải bài toán, nhưng mình vẫn không, mọi thứ rất là lộn xộn. Thế nên là lúc nào tôi muốn, khi mà muốn học vấn đề, tôi tự viết lại cho mình để cho mọi thứ nó sáng sủa rành mạch. Thì sau đó nói chung mình không, một là mình không thể nào quên được nữa, và cái thứ hai là nó như thành một cái như là cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình rồi. Cái việc mình nói về cái vấn đề nó không đòi hỏi sự cố gắng nữa cả. Khi mình giải thích cái vấn đề nó không cần phải cố gắng, không phải lên ngân lên cốt, cả tự động nó phải như thế. Nhưng đấy là phải quay quá trình thì tiêu hóa một kiến thức, tức là chuyển từ một cái mà người ta dạy mình nó lằng nhằng hỗn độn có nhiều điểm không, khi mà mình đã integrate vào đầu mình rồi, qua quá trình chuyển hóa, qua cái chuyện viết mọi thứ rạch ròi theo cái sửa sao cho cái bản thân cái đầu của mình nó cảm thấy thỏa mãn thoải mái, thì rất là tốt cho những cái tiếp theo. Thì về sau đó khi mà nói về vấn đề liên quan này thì mình, tức là mình không cần cố gắng gì cả, nó tự động nó flow ra. Nên tôi nghĩ là cái chuyện hai, cái học là học, tự học và có curiosity, và cái chuyện mà thứ hai là cái chuyện khả năng trình bày và cái cố gắng, đúng không, có sự cố gắng nỗ lực để trình bày mọi thứ mình hiểu được một cách rành rọt sáng suốt nhất có thể, thì hai cái kỹ năng rất là cơ bản quan trọng cho đi. Nếu mà các bạn muốn tiếp tục nghiên cứu toán, không phải chỉ ở cấp độ làm tiến sĩ mà cả sau đó nữa. Tôi nói chuyện anh Châu luôn luôn là cái anh rất là nhấn mạnh về cái vai trò của ngôn ngữ. Cách trình bày gì là thậm cho nên cũng nhờ đấy mà khi mà tôi hướng dẫn sinh viên thì luôn là nhấn mạnh ngay cả cái chuyện mình chọn cái ký hiệu cũng rất phải cẩn thận, quan trọng, chứ không thể thậm chí đôi khi viết ra tất cả mọi thứ rồi mà ký hiệu nó không có phù hợp là phải sửa lại hoàn toàn. Khi nào thì dùng chữ Hy Lạp, khi nào thì dùng chữ Latin, cái đấy cũng rất là cần thiết. Thì khi nào thì biết hoa mà khi nào không biết hoa, nói rộng hơn là khi nào mình kể cả cái mình đã biết rồi cũng nên tập viết lại. Bởi vì khi mình viết lại thì tự dưng mình cũng hệ thống lại cái suy nghĩ của mình và mình cũng biết là phải làm cái gì tiếp theo. Thì nói chuyện nhiều anh thì em cũng ý thức được chuyện đấy nhiều hơn. Đôi lúc là thực ra là định nghĩa hay là chọn cái tên cho một khái niệm mới cũng rất quan trọng. Có khi là mình định nghĩa ngày hôm nay xong là vài tháng nữa mình lại muốn đổi, tại vì có những cái tên thực ra là trong toán học chẳng hạn, ví dụ như em có bạn làm logic chẳng hạn, có những cái khái niệm người ta gọi là mouse, chuột đó, và tức là đã vô tình như thế và mãi mãi sau này là bị stuck với cái tên đấy. Thì dĩ nhiên là em thấy là anh Châu nói rất rõ về cái thông điệp về trình bày, về khái niệm và về tự học. Thì em muốn hỏi thêm một xíu nữa ở chỗ này là tức là về đối với các bạn, thực ra cái này các bạn sinh viên tiến sĩ gặp nhiều là khi mà các bạn học hoặc là thầy cô đưa, giáo sư hướng dẫn đưa ra là những cái cuốn sách hay những cái hướng phải học, và theo anh thì là tốt hơn nếu mà các bạn tự có cái intuitions, cái big pictures khi mà các bạn hệ thống hóa cái ngành ấy, theo ý của các bạn hay là theo ý của anh. Tại vì rất nhiều các bạn luôn luôn cứ hỏi là giống như là
cho em cái cách nhìn giống như cái big pictures mà theo hướng giáo sư luôn, thì anh thấy như thế thì nó có tốt cho đường dài không? Cái câu hỏi đấy nó hơi khó, vì thực ra là mình nghĩ cái cách mà tiếp cận vấn đề là mỗi người một khác, có người mỗi người một thì nó tùy vào cái suy nghĩ mỗi người một khác thôi. Cái cá nhân suy nghĩ của riêng của mình và của tôi không, thực ra khi mà tôi hướng dẫn học sinh ấy, bản thân mình cũng phải tự hạn chế cho mình khi nói quá nhiều về cái big picture, vì là cái đấy nó có một cái hơi nguy hiểm ở cái chỗ, tức là thực ra cái sinh viên PhD là họ phải làm một biết rất cụ thể, thì nếu mà họ mình không vẽ được big picture thì họ sẽ bị cảm thấy hơi frustrated và không hiểu họ làm cái gì, đúng không? Thì cũng phải vẫn phải nói với người về cái big picture. Nhưng mà cái khi mà mình quá nhấn mạnh đến big picture thì họ sẽ bị distracted vì nhiều vấn đề. Thì họ, một là họ cảm thấy cái vấn đề nó quá nhỏ trong cái big picture đó. Với cái thứ hai là họ sẽ bị sa đà vào những cái chuyện, nhiều khi là chuyện là high level quá nhiều. Và trong cái việc của họ là họ rất là chắc cái chỗ mà họ cần phải làm và nắm vững kỹ thuật, phải nhuần nhuyễn kỹ thuật ở cái chỗ đó. Thì cái đấy là tôi nghĩ là không phải chỉ làm do làm PhD, mà nói chung là về cái career của mình là cái mình phải có một những cái kỹ thuật rất là nhuần nhuyễn làm thì mình mới làm được. Trong cái chuyện big picture là như là để thỏa mãn cái hiểu biết của mình rất là tốt, nhưng mà cái đúng mà để mà tiến bộ về mặt career thì thực sự mình phải có những cái chỗ mình rất là giỏi và khéo mình thì nên khi mà tôi giảng cho tôi sinh viên, tôi thường là rất bản thân mình cố gắng là tự tìm cho mình trong cái việc mà nói quá nhiều big picture, nên tôi không biết đúng hay không, nhưng tôi cảm thấy hơi distracting cho sinh viên. Dạ, em cảm ơn anh. Cái đó thực ra rất là quan trọng. Cũng là nếu mà các bạn sinh viên đang làm nghiên cứu tiến sĩ ở đây, các bạn cũng nên lắng nghe, tại đôi lúc là nó rất là khó để cân bằng. Giờ em hỏi anh Xuân Long câu hỏi tương tự là Đại học Michigan thì rất luôn luôn trong hàng đầu, luôn luôn trong ranking, luôn luôn trong top 5, top 10 về tất cả các ngành. Thì về các bạn mà muốn được vào làm sinh viên tiến sĩ ở khoa thống kê thì em nghĩ là ở Đại học Michigan thì rất là khó. Thì theo anh, thường thường có những yêu cầu gì, và anh thấy là các bạn mà sinh viên tiến sĩ vào học á, thì thường thường sẽ gặp những khó khăn hay là những thuận lợi gì ạ? Đối ngành thống kê thì tất nhiên là có một số cái background cơ bản, cần là background cơ bản toán mặt về máy tính. Nhưng thống kê thì nó khá là đa dạng, tức là nó cái bản chất của ngành nó là người đến học thống kê thì có thể có background về toán hoặc là về học máy tính, hoặc là đôi khi là mình làm việc với dữ liệu trong những địa hạt khác nhau, ví dụ là trong sinh học hay là trong công nghệ, tự dưng thấy phải làm việc rất nhiều dữ liệu, từ đấy người ta mới biết đến ngành thống kê. Thì cho nên là cái chuyện chọn background đôi khi nó cũng khó là như vậy. Là trong lịch sử, trong quá khứ thì thống kê được coi là một ngành hẹp của toán học, nhưng mà sau đó thì nó phát triển rộng ra, thì cũng chỉ cho nên trong lịch sử thì thường những cái bạn học giỏi toán mà sau này muốn đi vào thống kê thì đấy có background tốt về toán thì sẽ được chọn. Nhưng mà về sau thì chúng tôi cũng chọn cả những cái bạn mà có xuất thân từ ngành khác, ví dụ trong khoa máy tính hay là trong những ngành khác. Thì cái tiêu chí về background như vậy. Còn những cái khi mà đọc cái hồ sơ thì thường là người ta muốn tìm xem là cái sinh viên này họ có một cái gì khác biệt. Thế ngoài những cái background căn bản, điểm số thì đủ cao rồi, nhưng họ có những cái gì khác biệt, tức là họ muốn làm gì, tại sao họ lại muốn đi học cái ngành này, và để học nó thì họ đã có những chuẩn bị gì, và những cái chuẩn bị đấy thì thường mỗi sinh viên một khác.
dựa vào background của mỗi người thì họ sẽ muốn học sâu cái gì hơn. Cho nên là nó khá là holistic ở trong admissions, không có một cái chuẩn chung nhỉ, đặc biệt trong ngành thống kê của tôi. Thành ra là sinh viên mà học làm việc với tôi thì cũng có một số bạn học học đại học, nhiều bạn học đại học về toán, background về toán, một số là học đại học về học máy tính, cũng có một số bạn học về vật lý, sau đó cũng chuyển sang làm tiến sĩ, và tôi cũng hướng dẫn cả một số bạn học tiến sĩ bên khoa toán, nhưng mà sau đấy bạn ấy muốn làm một số cái ứng dụng thông kê, hướng dẫn cho bạn. Đây là có thể mình chuyển qua câu hỏi tiếp theo, em sẽ hỏi sâu hơn một thêm một chút về về cái vấn đề này, nó sâu hơn về thực sự là cái sinh viên nghiên cứu sinh của các anh. Thì em muốn hỏi anh Châu là anh Châu thì có sinh viên đến từ rất nhiều nước khác nhau, và em cũng có biết, thực ra biết một bạn học trò của anh Châu là hồi trước làm undergrad ở Wisconsin, thì em cũng có dạy và rất là giỏi, Thomas Heimeister. Thì các bạn sinh viên của anh Châu thì đến từ rất nhiều nước khác nhau, và cũng đến từ, có một số bạn đến từ Việt Nam nữa. Thì thường thường là cái nền tảng kiến thức, cái background của các bạn khi học đại học là thế nào ạ? Và thường thường là khi các bạn đến Chicago thì các bạn cần phải chuẩn bị khoảng bao nhiêu lâu, khoảng sắp xỉ bao nhiêu lâu thì bắt đầu có thể làm nghiên cứu hoặc là làm các bài toán cụ thể với anh được ạ? Nói chung mình ấn tượng về cái các bạn sinh viên học ở sinh viên người Mỹ, nên nó cũng hơi tổng quát quá, nhưng mà một cái mình thấy là khá là đặc biệt là cái khả năng tự học rất là tốt. Và có khi chỉ có một vài bạn, nhưng mà Thomas Hamester hay một vài bạn nữa khi mà mình làm việc với họ, thì các bạn thì thường là undergrad ở Chicago thôi. Nhưng mà chỉ độ trong vòng dạy một cái reading course cho các bạn trong vòng một hai học kỳ là bạn rất là sharp rồi, khá là ấn tượng. Từ cái mức độ mà đang làm calculus linear algebra mà đến tiếp cận tốt với cả chuẩn bị làm nghiên cứu, mất khoảng độ đấy khoảng độ hai học kỳ. Nói chung các bạn đều như thế cả, thì bao giờ cũng tôi bắt đầu làm việc các bạn thường là được đến đa số là đến cuối cái năm đầu tiên ở Chicago, thì có một năm đầu tiên là cái năm mà tất cả các bạn phải học lại, là như là vì là Chicago nó rất đặc biệt, là không nhận rất nhiều học sinh từ các background khác nhau, thì là có một năm đầu tiên để phải liên với nào tất cả mọi người học rất nhiều, học 9 cái lớp khác nhau thôi. Algebra 1, 2, 3, Analysis 1, 2, 3, Visual Method 9 lớp, tức là thêm những cái lớp elective thôi. Nhưng mà thường là đến học kỳ xuân ấy, thì đã bắt đầu làm việc với các bạn ấy. Hôm nay tôi nhận hai bạn bắt đầu làm việc với học kỳ xuân. Thì nói chung là cái lúc bắt đầu thì nói chung các bạn ấy, cái kiến thức các bạn ấy khá là nội bộ, nội chỗ. Có cái bạn biết tốt, có cái bạn không. Thường mất khoảng độ xe rồi mất hai học kỳ, nhưng đa số là khi mà các bạn đã có một cái khả năng tự học tốt thì nó khá là smooth, không khó. Những cái bạn mà không tự học được thì chúng tôi rất là mệt, nhất là các bạn tôi nói chuyện với các bạn không viết được thì rất là căng. Tức là một là không viết mà nó có sai mãi thì không biết sửa thế nào được, thì đấy là cái tức là. Nói chung đa số là đều mỗi bạn có một cá tính khác nhau. Chẳng hạn như năm rồi có một bạn ấy thì không, bạn ấy ở Mỹ, bạn ấy là bố mẹ người Việt Nam nhưng bạn sinh ra ở Mỹ. Bạn có nhiều những cái physical condition rất là không biết là chứng minh tâm. Nói chung là bạn ấy về mặt thể chất rất là có một số bệnh, nhưng mà về mặt tâm lý thì bạn rất là tốt. Luôn luôn là mặc dù là yếu như vậy, nhưng lúc nào cũng trong trạng sẵn sàng giúp đỡ người khác,
rất là đặc biệt. Năm vừa rồi bạn cũng thành công, năm vừa rồi bạn cũng được tốt nghiệp trong cái COVID vừa rồi, là được xin một postdoc của MIT, của nhiều chỗ khác nhau đấy. Nhưng MIT hiện tại là trong ngành mình là chỗ tốt nhất. Thì đang điều rất là vui. Dạ, rất là thú vị, cảm ơn anh. Em cũng muốn hỏi anh Xuân Long một câu hỏi giống như thế, nhưng mà rõ ràng nó rất là khác, tại vì như anh Xuân Long nói là trong lúc mà các bạn học học đại học mà nhận vào khoa thống kê của Đại học Michigan là rõ ràng các bạn có những background rất rất khác nhau, đôi lúc là nó khác nhau hoàn toàn. Thì thường anh nhận sinh viên thì như thế nào, và thường thường anh yêu cầu các bạn, hoặc là các bạn thường thường phải học khoảng bao nhiêu lâu thì bắt đầu có thể làm nghiên cứu những bài toán cụ thể với anh được ạ? Một cái đấy cũng tùy từng bạn, thì background các bạn khác nhau. Thì tôi, bạn nào nói chung tôi không có nề hà có background về ngành nào muốn làm thống kê thì tôi cũng đều sẵn sàng nói chuyện. Nhưng mà cái phong cách của tôi thì tôi cũng không muốn thu hút bạn nào vào cả. Thường là bạn nào đứng nói chuyện tôi muốn làm thì tôi cũng hỏi, thường tôi dành thời gian nói, thì tôi không có bài toán nào định sẵn cả, không có một cái vấn đề nào định sẵn trong đầu, mà thường tôi bảo muốn thì cứ đến nói chuyện một hồi, thì tôi muốn hiểu thì cái bạn ấy background là như thế nào và quan tâm của bạn là gì. Thì sau khi mà nói chuyện nhiều lần thì tôi mới có thể nghĩ ra vấn đề sau đó. Cái mà thường khi các bạn đến tìm nói chuyện với tôi thì tôi hỏi, khi mà tôi hỏi việc đầu tiên của tôi là tôi sẽ chỉ vậy, thì em muốn làm cái gì, thì đây có giáo sư X gì hay giáo sư Y, em thử nói chuyện với các giáo sư đấy. Thì thường tôi đẩy các bạn đấy đi, thì thường những cái bạn nào làm với tôi là sau khi tôi đẩy đi rồi thì các bạn lại quay lại, các bạn vẫn quay lại, thì điều đấy nói tôi là như thế, là bạn ấy muốn và tò mò, hoặc là có cái tò mò thích những vấn đề tôi làm, những thứ mà tôi có thể giúp được nhiều hơn về mặt kỹ thuật đấy. Thì còn chuyện hướng dẫn thì chủ yếu cái mục tiêu của tôi là làm sao để các bạn tìm được con đường đi cho riêng mình, để có cái sự độc lập, để bởi vì người tập làm nghiên cứu tức là tập đi khám phá, đúng không? Tập khám phá tức là giống như là mình tập làm nhà thám hiểm, tất nhiên phải cần những cái phẩm chất như anh Châu vừa nói, phải có sự tò mò, phải có sự tự học, phải có những cái đam mê nhất định. Cái đấy không có những cái thứ đấy thì tất nhiên là không thể làm người khám phá được rồi. Nhưng mà cái mà tôi khi mà tôi hướng dẫn cho các bạn thì thường tôi tập trung vào cách là nói chuyện với các bạn về cách tiếp cận vấn đề, hay cái khó nhất là có lẽ là chọn vấn đề gì và khi mà chọn rồi thì cái có rất nhiều hướng có thể giải quyết khác nhau, thì nên chọn hướng gì. Chọn vấn đề rất là khó, bởi vì có khi nó quyết định là cái việc mình quan tâm trong vòng vài năm tiếp theo. Có những người mà cái đấy nó phụ thuộc vào cái tất cả nó phụ thuộc vào cá tính của mình. Có những người họ thích làm những vấn đề mà ai cũng quan tâm cả, nhưng mà có thể đang rất là nóng, nhưng mà và có thể nó cũng dễ ăn hơn, bởi vì nhiều người cùng quan tâm chẳng hạn, thì chắc là nó không thể là quá khó được, mà chủ yếu là nó có thể nó rất là màu mỡ, mảnh đất màu mỡ có thể khai phá được dễ, tức là không phải làm quá nhiều, có thể đã tìm ra được, bởi vì nó tại thời điểm đấy nó rất là màu mỡ. Nhưng mà làm như thế thì phải cạnh tranh rất là căng thẳng, không làm nhanh thì khác làm mất, người khác khám phá bị mất. Nhưng mà còn có cách tiếp cận khác, là có những người thì họ lại thích làm những vấn đề mà nó hóc búa hơn, nhưng mà như thế thì mình cũng cô đơn hơn. Và có người thì muốn làm vấn đề không ai động tới cả, bởi vì làm như thế thì cái cảm giác cô đơn nó mới thích thú, bởi vì mình chỉ một mình nhìn thấy cái mà mình nghiên cứu thôi, nhưng mà cũng chẳng biết là mình có đi về đâu hay không. Thì cái đấy tùy vào, khi mà hướng dẫn sinh viên thì tôi thường nói những cái chuyện kiểu như thế để xem mà họ muốn xem, khi mà nói thì xem các bạn ấy bạn muốn làm cái gì, sau đó dựa vào cái background của họ thì tôi mới có thể hướng dẫn lần như vậy, thì nên giải quyết vấn đề từ trước. Và còn tất nhiên là lúc nào phải tìm ra làm cái gì nó phải mở, đúng không? Làm không phải chỉ được một cái mà phải làm ra được, không phải làm xong hết không được gì làm, là làm cái gì nếu mà nó open ended hơn thì có lẽ là thì họ sẽ có thể duy trì được cái quan tâm được lâu dài và tiếp tục xây dựng lên. Tức là cái thú vị của việc hướng dẫn sinh viên tôi thấy là làm sao để mình
mình hiểu được cái người sinh viên đó và giúp cho họ đi để tìm được con đường riêng của mình. Và chắc chắn mỗi người phải đi đường khác nhau. Và tôi không bao giờ tôi áp đặt cái suy nghĩ của tôi cả. Cái big picture thì tôi đôi khi cũng nói, nhưng mà cũng giống như giáo sư Châu vừa nói, nếu mà nói nhiều quá rất nguy hiểm. Thì mình lấy big picture thì mình lại bạn đã bị lệ thuộc quá nhiều vào cái big picture của mình. Nhưng mà tôi vẫn cho đôi khi tôi nói, tôi cũng bảo tôi không biết có nên nói cho em biết cái big picture này không. Thì cũng phải giả đoán trước và cũng chỉ biết đôi khi thì có thể nói nhiều, đôi khi tôi nói ít. Có những bạn thì tôi không nói gì big picture luôn, bởi vì tôi cũng hiểu là nếu nói với bạn thì bạn sẽ sa đà, mất tập trung. Thế là cái đấy phải tùy vào cái hoàn toàn là cái quan hệ riêng giữa người hướng dẫn và sinh viên của mình. Thì đấy là mấy khía cạnh tôi thấy rất là thích thú. Mỗi bạn sẽ có một cái tiếp cận khác nhau, cho nên là có bạn thì có thể là làm được những thứ rất là nhanh và chỉ muốn làm những cái dễ ăn thôi. Cái gì khó các bạn không muốn làm. Nhưng mà lúc nào một cái gì dễ ăn thì tự dưng nó cảm giác làm cho bạn tự tin. Thì cái đấy tôi nghĩ cũng tốt. Nhưng mà nếu chỉ làm thế mãi thì tôi thấy có lẽ là không đủ. Nếu em chỉ làm thế này thì có lẽ là em sẽ không thoải mái được. Có một số bạn thì lại có vấn đề là những cái dễ ăn thì không muốn làm được, cái này dễ quá dưới tầm của mình. Làm cái gì nó phải đặt tầm ra món hơn, nhưng mà đâm ra là phải mất nhiều thời gian rất dài mà chẳng biết có giải quyết được hay không. Thì những bạn đấy thì tôi bảo vậy thì nên làm những cái vấn đề dễ trước để cho mình có sự tự tin hơn đã. Rồi hãng làm cái đề khó. Thế cái đề tùy từng cá nhân mình. Dạ, em cảm ơn các anh. em thì cũng chỉ mới hướng dẫn một vài bạn sinh viên nên là đôi lúc cũng rất là struggle, rất là khó cái chuyện giữa là có nên nói big picture hay không. Tại vì em tôi là đôi lúc là nói thì sợ các bạn lại sợ quá, hoặc là các bạn lại cảm thấy là có cả ngàn cái thứ mà chưa học, mà cứ học mãi thì cũng không biết bao giờ mới có thể làm được những cái mà concrete, những cái thứ nó cụ thể. À, bây giờ em hỏi sâu hơn một chút nữa về sinh viên của chính các anh, còn có thời gian em cũng sẽ hỏi về postdoc luôn. Thì như anh Châu thì có hướng dẫn rất nhiều bạn sinh viên, như anh vừa nói là bạn Trịnh Minh Tâm vừa nhận được NSF postdoc ở MIT là rõ ràng là chỗ rất tốt để làm về hướng của mình. Thì anh Châu, cái này hơi riêng tư nên anh có thể chọn cái trả lời hay không, nhưng mà em hỏi luôn là anh mong đợi gì từ sinh viên của mình, và anh có biết là sinh viên của anh mong đợi gì từ anh không ạ? Và hiện nay thì các bạn sinh viên của anh đang làm việc như thế nào? Không, nói chung mình mong đợi là sinh viên có một tìm ra. Thực ra mình mong đợi nhất là sinh viên sẽ tìm ra đồng tiền mới, thế thôi. Một cái gì đó mà đúng là một cái kiến thức thì mới, một định lý mới, thì đấy là một cái không phải bao giờ đạt được chuyện đó, nhưng mà đấy là cái mà mình mong muốn nhất thôi. Thì còn về bản thân sinh viên, nói chung mình mỗi người có một cái style khác nhau. Có những bạn thì mình nghĩ là cũng hơi mệt, ví dụ như các bạn rất thích quá, rất thích big picture, bạn thích ngồi mất một hai tiếng đồng hồ mình bạn nói chuyện lang mang A B C, thì đúng là các bạn nên rất phải có cái kỷ cương để rèn bạn ấy vào để làm những cái vấn đề cụ thể. Nhưng còn đa số các bạn thì khá là cũng đúng một cái mindset tốt, tức là họ cũng muốn tập trung để họ tìm được cái gì đó mới. Mình thấy là điểm quan trọng nhất. Thế cái đấy big picture là vấn đề của chỗ đó rất là bị distracted, quá nhiều chuyện viển vông. Nhiều khi họ thích học, nhiều bạn mà thích học chỉ để có như là có đủ từ vựng để nói chuyện với bạn khác, với các bạn khác, đấy rất là nguy hiểm. Trong cái việc của các bạn ấy thực ra là phải tập trung vào để làm được gì đó mới. Nhưng mà chúng đa số là các bạn đều có cái mindset đó cả, đều cái mindset là muốn. Và cần anh Xuân Long, thì nếu mà mọi người chưa biết thì thực ra là lát nữa cũng sẽ hỏi sâu hơn, nhưng anh Xuân Long hiện nay đã hướng dẫn được 11 sinh viên tốt nghiệp, và hiện nay anh Xuân Long đang là advisor của 5 bạn khác nữa, nên là chắc chắn là các bạn cũng sẽ suy nghĩ rất là khác nhau. Nhưng mà anh trong giai đoạn hiện nay thì anh mong muốn gì từ sinh viên của anh, và anh có biết là trong 16 bạn đấy thì có các bạn có mong muốn gì từ anh không ạ? Uh,
cái gì tôi mong muốn là sinh viên thì cũng đơn giản, giống như Thêu nói là tôi chỉ muốn là các bạn tìm được con đường riêng của mình. Và khi bắt đầu thì tất nhiên là khi mà sinh viên đến học với một người thầy thì hướng dẫn thì tất nhiên họ sẽ bị ảnh hưởng người thầy đấy. Và việc đầu tiên là thường phần lớn các bạn sẽ muốn là emulate, muốn giống được như, làm giống như thầy. Vì hồi xưa tôi cũng vậy, nhưng mà đến lúc đấy thì mình bứt ra khỏi cái bóng của người thầy của mình đi. Bởi vì mình thấy là mình cũng nhận thấy thầy cũng có mặt mạnh này và có mặt kia, có thể chưa phải không phải thấy mạnh của thầy, hoặc là cái nào là sở trường của thầy. Nhưng mà mỗi người sẽ có sở trường và sở đoạn khác nhau. Thì đối với sinh viên thì tôi cũng chỉ nói muốn các bạn là không dần dần đấy, các bạn sẽ phải tìm ra con đường riêng của mình. Và để đến đó thì có thể phải mất một thời gian dài, thì tôi có thể giúp cho các bạn để các bạn tìm được con đường của mình. Và tất nhiên là hạnh phúc nhất là khi mà đến những cái năm cuối thì các bạn bắt đầu dạy lại cho tôi một số vấn đề từ đó, thì đấy lúc ấy tôi cảm thấy rất chỉ mong muốn vậy thôi. Còn tất nhiên là về mặt nghề nghiệp thì công việc thì nó có, tất nhiên nó cũng có một số cái kỹ năng rất là thiết thực trong cuộc sống, trong cái nghề nghiệp, thì tôi cũng thường là giúp các bạn. Ví dụ như là khi mình chuẩn bị tìm việc thì mình phải tiếp cận như thế nào, vấn đề đó như thế nào, khi đi phỏng vấn thì thậm chí là phỏng vấn cho những cái vị trí là faculty, thì cái đấy tôi biết rất rõ, bởi vì là mình cũng là faculty. Còn đối với những cái bạn mà ra làm ở research lab ở một cái công ty thì tất nhiên là tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà việc đi tìm việc ở những cái trường đại học của Mỹ, ở thế giới thì tôi có nhiều kinh nghiệm, thì cái đấy tôi cũng có thể giúp các bạn. Thì cũng có một số bạn thành công trong chuyện như thế. Ví dụ là sinh viên Việt Nam thì cách đây vài năm thì tốt nghiệp có bạn Nhật Hồ, thì giờ làm assistant professor ở Texas Austin. Có bạn làm postdoc thì sau đó cũng giúp bạn làm giáo sư ở UCLA. Nhưng mà cái đấy không phải là mục tiêu, bởi vì mục tiêu của từng bạn dần dần sẽ khác. Thường là các bạn khi mới đầu vào thì muốn emulate, hướng dẫn thì bảo em sau này em cũng muốn làm giáo sư, nhưng mà sau một thời gian các bạn thấy đấy cũng không nhất thiết là một sự lựa chọn tốt, có nhiều cái sự lựa chọn cũng thú vị không kém, thì cái đấy cũng tùy các bạn thôi. Nhưng mà phải làm việc một thời gian, phải tập sửa nghiên cứu, tập làm nhà thám hiểm, tập làm người khám phá, và để hiểu mình hơn. Khi mà tìm khám phá thì tự dưng là cái chuyện mình làm nghiên cứu nó cũng chỉ là một cuộc chơi vui chơi thôi, để thỏa mãn cái sự tò mò của mình, đồng thời có thể là sau này mình kiếm một cái vị trí trong công việc. Nhưng mà có lẽ cuối cùng cái quan trọng nhất là mình sẽ hiểu mình hơn. Vì khi mình làm nghiên cứu, việc mình chọn vấn đề gì, việc mình chọn hướng đi thế nào, việc mình vượt qua thử thách đấy ra sao, thì thông qua đấy mình hiểu được mình rất là nhiều. Dạ. Rồi, cũng nhân tiện lúc anh Long đang nói về các bạn sinh viên và có postdoc, thì em cũng hỏi luôn là ở đây là em thấy là có khá nhiều các bạn là cũng vừa mới xong tiến sĩ và đang làm postdoc đó, thì chắc là các bạn cũng muốn biết điều đấy. Thì như anh Long chẳng hạn thì postdoc rõ ràng là trưởng thành hơn sinh viên, thì nếu khi anh có postdoc thì thường thường là cách anh làm việc với các bạn như thế nào, và cũng là cái sự mong đợi giữa anh với postdoc hay postdoc anh thường thường nó có khác nhiều không ạ? Những bạn là postdoc thì là bạn đã là chuyên gia trong cái lĩnh vực của bạn rồi, tức là đã có một số kết quả mới nhất định. Khi thường là thời gian postdoc thì theo tôi thường là cái thời gian nên mình nên học thêm một cái gì mới, tức là nó có thể kết hợp với cái mình đã biết. Tất nhiên là không nhất thiết là mới hoàn toàn, vì như thế thì sẽ rất là khó khăn, nhưng mà một cái hướng hẹp cả, nhưng mà nó đủ mới. Và khi làm những bạn đấy thì tôi coi những bạn ấy như đồng nghiệp, bởi vì bản thân tôi cũng sẽ học hỏi được ở các bạn ấy nhiều cái. Còn cái mà tôi giúp đối với các bạn postdoc thì chỉ là để giúp các bạn trong cái chuyện là nên tìm theo hướng đi, tìm thêm cái hướng mới đấy là hướng gì thôi. Có cái đấy nó cũng đôi khi nó cũng phải strategic một chút.
là thì bởi vì mình sẽ phải có một cái kế hoạch dài hơi là cái vấn đề nào mình muốn giải quyết trong vòng 1-2 năm, vấn đề nào khác thì có lẽ là 5-10 năm thì nó mới sẵn sàng được. Thì thường là tôi có thể cố vấn tư vấn cho các bạn về sự lựa chọn đấy, những hướng đi nào có thể nóng và hướng đạo hướng đề nào là nóng cho cộng đồng nhưng mà không nhất nóng cho cá nhân, thì mình cũng phải biết nó là hướng đi vấn đề nào và những vấn đề nào mà họ thực sự thích, thì để đạt được nó thì mình có một kế hoạch. Những hướng nghiên cứu nào thì có thể là xin grant dễ hơn, thì có những cái kỹ năng kiểu như vậy thì có thể đối với postdoc cũng rất là cần. Khi viết grant đôi khi là tôi cũng thường chia sẻ với bạn kinh nghiệm cách viết grant và bắt đầu cùng có thể là giúp cho các bạn tập hướng dẫn cả các bạn cả. Cho nên là nhiều khi có những vấn đề nghiên cứu thì tôi sẽ có bạn postdoc làm cùng thì tôi sẽ nói là bạn có thể giúp tôi hướng dẫn mà bạn xin người khác, thì đấy cũng là thì bạn không cảm thấy pressure gì cả bởi vì bạn là postdoc, nhưng mà sau này khi các bạn làm giáo sư rồi thì các bạn cũng đã có kinh nghiệm nghiên cứu và đồng thời hướng dẫn sinh viên. Chia sẻ với Long cái chuyện tôi là postdoc là cái tâm thế là phải luôn là với các bạn là rất là khác, tức là khi lúc đó là thực sự là một lần đầu tiên là một cái independent research, mặc dù là vẫn có supervisor và công ty đúng không, nhưng mà mình cũng đối xử với các bạn như là đồng nghiệp thôi, mình rất muốn học những cái các bạn đã làm được trong cái PhD. Nhưng mà cái mà tôi nghĩ rằng là các bạn postdoc là cũng xác định cuộc sống nó tốt là lúc đó là phải rất là up một cách rất là chuyên nghiệp professional rồi. Nếu mà về lâu về dài, ví dụ khi mà đã ở những vị trí rất bắt đầu là dài của tôi là hơi dài nhưng Long này, thì lúc đó thì cứ viết thêm một bài báo với thầy nó cũng chả có cái ý nghĩa quan trọng gì nữa cả, không. Nhưng mà ở lúc postdoc thì là khác hẳn. Lúc postdoc rất là aggressive và phải viết được càng nhiều hơn, phải công bố càng nhiều càng tốt. Cái đấy là rõ ràng. Lúc một là phải công bố, hai là phải xin grant. Kể cả cái lúc nếu cái tâm thế mình không phải là người muốn compete, nhưng mà lúc đó phải compete rất là hard. Đấy là rõ ràng. Nếu mà không compete cái thời gian postdoc là các bạn sẽ không tiếp tục ở trong cái trong khoa học của mình. Thì cái lúc nếu mà trong thời gian cả cuộc đời khoa học của mình có lúc phải compete rất là hard thì lúc đấy là postdoc. Đấy là cái điểm nhất. Và cái lúc đó là không nề hà để đi nhặt những cái low hanging fruit, thì lúc đấy là cứ làm được cái gì là phải làm, phải viết thật nhanh, phải publish thật nhiều. Còn những cái để khi bắt đầu bạn có tên là chart hay có cái gì đó thì bắt đầu có mình có nhìn đường dài hơn. Postdoc là thường là 3 năm thôi đúng không, 3 năm là chứng tỏ được mình như là một independent researcher, cho nên bạn phải làm được vấn đề, có thể là không phải là cái gì quá cao siêu nhưng vấn đề đó là vấn đề khác với vấn đề mà trước đó bạn làm với cả cái advisor, và bạn là phải tỏ ra một người rất là sẵn sàng collaborate, rất là open mind làm vấn đề, thì những cái cơ hội mà để tìm được làm dễ hơn. Khi họ nhận được là lúc đó thì hoặc là lúc là bạn là một cái rising star làm chuyện khác, nhưng mà nếu mà bạn ở mức độ là trinh vênh đúng không, thì họ sẽ tìm một người là một cái người publish nhiều, cảm thấy là người có thể collaborate được với nhiều người, và thì đấy là cái cơ hội của bạn làm chỗ đó. Nên là tôi vẫn nghĩ là cái chuyện mà đặc biệt là postdoc là phải rất là open minded, bởi vì sẵn sàng là collaborate, sẵn sàng là compete, sẵn sàng là viết những bài ngắn để có cái dày dặn cái sự công bố của mình. Sau đó thì có khi cái thái độ cái tâm thế mình phải khác đi. Nhưng mà cái thời postdoc và cái tâm thế nó phải như thế. Yeah. Cái chuyện collaborate với người khác rất là quan trọng. Bởi vì khi đấy, tự nhiên khi mà mình collaborate với người khác thì sẽ có nhiều người biết mình hơn. Họ sẽ đấy là cũng sẽ nhiều người có thể viết thư cho mình. Thì cái đấy rất là quan trọng. Nếu mà bạn là postdoc thì muốn collaborate với người khác đôi khi cái tiếp cận người ta cũng không có dễ thế nào cả. Thì lúc đấy có thể nên nói chuyện với advisor để họ giúp. Và tất nhiên là tốt nhất là mình tự tìm cách mình tiếp cận, nhưng mà advisor có thể là giúp rất nhiều trong cái chuyện này. Dạ. Tất nhiên có một câu hỏi nhỏ về
postdoc mà em cũng hay gặp á, là dĩ nhiên là cái chuyện mà đến làm postdoc ở như Đại học Chicago hay Đại học Michigan được nói chuyện với các giáo sư lớn và được nhìn thấy những vấn đề lớn để làm thì rất là tốt rồi. Nhưng mà các bạn cũng hỏi là về mặt kỹ thuật á, là nếu mà làm postdoc ở trường lớn như Chicago hay Michigan thì có lợi thế hơn là postdoc ở những trường nhỏ hơn lúc mà đi xin việc không ạ? Theo các anh là như thế nào? Cái đấy là đánh giá rất là chủ quan thôi, nhưng mà cá nhân tôi chỉ nghĩ được cái chuyện này là ở cái danh tiếng của cái trường nó không không cái nếu mà nó có một cái vai trò gì vai trò nó nhỏ thôi, đa số những cái trường họ sẽ nhận những người mà theo cái chất lượng của nghiên cứu khoa học, chứ nó không phải vì là ông đấy tốt nghiệp ở Berkeley hay ông làm postdoc ở Michigan thì nó không đóng vai trò gì đó, nhưng nó không đóng một vai trò lớn như mọi người nghĩ, tức là một cái danh hiệu nó không mà thực kết quả nghiên cứu là cái quan trọng nhất. Còn anh Xuân Long nghĩ sao ạ? Tất nhiên nếu mà mình có một kết quả rất là mới mẻ breakthrough thì cái đấy đúng, nhưng mà nếu mà kết quả nó khá đúng không, chúng mình khá thì lúc đấy chuyện tên tuổi trường cũng có vai trò, bởi vì tên tuổi trường tất nhiên là nó liên quan đến chuyện là có thể là người viết thư đóng vai trò rất là quan trọng, đặc biệt khi mà nếu mà ứng cử viên chưa có một cái quà gì nổi trội. Đấy là một cái thực tế, Em cũng hay đưa ra cho các bạn các lời khuyên như vậy, tức là tất nhiên là đến trường lớn nói chuyện với giáo sư lớn và tìm được bài toán tốt là rất là tốt. Tuy nhiên là nếu mà là ngôi sao thì em nghĩ là cái chuyện xin việc không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà là mình khá và mình làm nghiên cứu và nếu mà có thư giới thiệu tốt đó, thì em nghĩ là cái lúc đó cái vị trí mình làm việc ở trường nào không quá quan trọng, mà quan trọng là nó mình thích hợp hay không. Nhưng mà như anh Xuân Long nói là phải có thư giới thiệu của các chuyên gia đầu ngành, cái đó lại là một cái vấn đề nó khác nữa. Để kết thúc cái phần tọa đàm phần 1 này để mình chuyển qua phần câu hỏi sau á, thì em sẽ hỏi các anh câu hỏi cuối. Câu hỏi này thì nó hơi khác một chút cho anh Châu và anh Xuân Long. Anh Châu thì tại vì với cương vị ngoài là giáo sư ở Chicago thì anh Châu là giám đốc khoa học của Viện Toán Cao Cấp ở Việt Nam, nên em nghĩ là anh Châu có một cái tầm nhìn tổng thể về sắp tới. Thì anh Châu nghĩ là các bạn làm toán này, hay toán lý thuyết hoặc là ứng dụng thì sắp tới nếu mà các bạn sau khi hoàn thành tiến sĩ hay postdoc, nếu mà các bạn muốn về Việt Nam để tìm cơ hội xin việc thì anh nghĩ thế nào? Hay là anh nghĩ là cái chuyện đó nó có khả thi hay không? Và anh có lời khuyên cụ thể gì dành cho các bạn không ạ? Tôi nghĩ là cái chuyện đó khả thi hơn nhiều so với cái 10-20 năm. Thì tất nhiên nếu mà các bạn có một cái vị trí postdoc ở một cái trường rất là tốt ở bên Mỹ, bên châu Âu thì rõ ràng các bạn phải chọn ở lại những cái postdoc thôi, nên no brainer. Nhưng mà có nếu mà khi mà bạn đạt được một cái lựa chọn mà nó phải suy nghĩ hơn, ví dụ như là giữa một cái trường ở Mỹ mà có lẽ bạn không thích lắm, hay là ví dụ như là một cái vị trí một trường ở Đài Loan chẳng hạn, ví dụ như vậy, so với cái về Việt Nam thì cái đó đúng là thực ra phải suy nghĩ đấy. Tức là kể cả cái vấn đề có lẽ là cái thu nhập ở Việt Nam nó vẫn chưa tốt được như là ở các nước khác, nhưng mà theo mình nghĩ là đó là bây giờ một số những cái bạn có thể đảm bảo một cái thu nhập ít nhất trong vòng một vài năm đầu là đủ để trang trải cuộc sống của các bạn. Nhưng mà ở Việt Nam rõ ràng nó có những lợi thế khác, vì là khi ai chúng ta trong những người đấy ai có gia đình Việt Nam, bố mẹ anh chị em Việt Nam, cái cuộc sống Việt Nam cũng có cái rất là dễ chịu đối với những người Việt Nam mình. Và cái thứ hai nữa là gần đây tôi cảm thấy còn lạc quan hơn, mình đều lạc quan rồi mình về cái tương lai của khoa học và phát triển đại học Việt Nam. Cho nên là cái chuyện mà các bạn về mà tham gia bắt được vào cái sự phát triển đó, đấy là một cơ hội rất là lớn. Đến bây giờ là
những cái trường mà những trường đại học lớn ở Việt Nam thì cái tâm thế của lãnh đạo của trường nó cũng khác rồi. Bây giờ là, nếu mà các bạn là làm PhD ở một trường tốt thì không đơn thuần phải là bạn đến xin việc mà người ta sẽ đến, nếu mà người ta biết đến họ tai nạn thì bạn người ta sẽ đi tìm cách để người ta lôi kéo các bạn về với cái điều kiện tốt nhất mà họ có thể offer được. Thì cái tâm thế đặc biệt trên trường như trường đại quốc gia Hà Nội, đại Bách Khoa, họ thực sự là muốn tìm người giỏi cho họ, và họ sẽ cố gắng để tìm những cái điều kiện tốt nhất có thể. Hay là đối với những người làm toán thì bệnh viện cao cấp cũng có, hay là bệnh viện toán đào quốc đi bệnh toán VAST ấy, thì đều có những cái suất postdoc hàng năm ấy. Thì bệnh toán cao cấp có đến 5 suất postdoc hàng năm, thì đấy là cũng tôi nghĩ là một cái điều kiện làm việc theo tôi nghĩ là còn là không thua kém nhiều so với cả việc ở nước ngoài. Tuy nhiên về thu nhập thì vẫn đang được kém hơn nhiều, nhưng mà hoàn toàn đủ bạn cuộc sống tương đối là tốt và thoải mái ở Việt Nam. Và theo nghĩa đó là bạn vẫn có lúc đó vẫn có tiếp tục có lựa chọn tiếp, hoặc là apply để có thể quay lại đi nước ngoài tiếp, và cái thứ hai là có thể trong thời gian đó để có thể tìm xem có cái lựa chọn nào ở Việt Nam, cái lựa chọn lâu dài nào ở đại học Việt Nam và phù hợp với cả cái suy nghĩ về tương lai của bạn. Đấy là cái tôi nghĩ là các bạn hiện vào thời điểm bây giờ thì sẽ có thực sự có cái lựa chọn ở Việt Nam. Tôi không nghĩ lúc nào là một lựa chọn tốt nhất, nhưng thực sự nó là một lựa chọn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Và giống như anh Châu nói là hiện nay là có một số vị trí postdoc ở viện toán cao cấp hay viện toán hay một số chỗ, thì em nghĩ là cái này là mới đối với so với ở Việt Nam. Trước đây là những vị trí postdoc đấy là chưa có, hiện nay có và lương anh nghĩ là cũng chấp nhận được. Thì anh Xuân Long, em hỏi một câu hỏi hơi khác một chút. Là đó giống như em đã nói là anh Xuân Long là hiện nay là đã hướng dẫn xong 11 bạn làm luận văn tiến sĩ, thì em có đếm sơ thì trong 11 bạn này tất nhiên nó không rõ ràng lắm, có khoảng 5 bạn là theo academia, còn 6 bạn thì theo industry. Nhưng mà 6 bạn theo industry này thì cũng đa phần làm research scientist, thì em nghĩ cái này là cái track rất là tốt, tại vì để đi làm research scientist ở Mỹ cũng không phải là dễ. Thì anh Xuân Long có nhận xét gì về những lựa chọn này, và anh đánh giá như thế nào về hai con đường này? Và anh có lời khuyên cụ thể gì cho những bạn mà làm nghiên cứu sinh và muốn đi làm industry hay đi làm research scientist thì con đường nên là như thế nào ạ? Đúng là cái đấy tùy từng cá nhân. Tức là khi mà các bạn bắt đầu làm việc với tôi thì cũng khó mà dự báo được là sau này các bạn sẽ cái vị trí gì. Rất là khó, mặc dù là trên hồ sơ có những cái background như thế này và đều là những người rất là tò mò, đều có nhiều quyết tâm, nhưng mà sau vài năm thì mới bắt đầu mới rõ được các bạn thiên hướng là muốn làm cái gì, nó sẽ là vị trí này. Tôi thì khi mà nói chuyện với các bạn cũng như ngay cả suy cá nhân thôi, thì tôi nghĩ là ở vị trí nào cũng được, miễn là mình được làm cái mình thích. Thì có một cái năm nay có một cái bạn, có một bạn hiện giờ đang làm postdoc ở Đức, bạn ấy từng đánh giá rất là cao về Ấn Độ, hồi xưa học master ở ISI là một viện hàng đầu thống kê Ấn Độ, sau đó sang là người rất là thông minh, thì có nhiều trực quan tốt, rất là nhanh, có thể mà giao tiếp rất là tốt, nói chuyện được với những người mà có những cái background khác nhau, và bạn có thể hiểu nắm bắt được vấn đề rất là nhanh, hợp tác tốt. Và postdoc lúc thì bạn đấy tôi cũng rất là kỳ vọng bạn có thể, chắc chắn là bạn ấy muốn thì bạn có thể xin được vị trí làm giáo sư đại học. Nhưng mà bạn đấy thì có một cái đặc tính là bạn này tính hơi bi quan, tức là làm cái gì cũng cảm thấy mình làm không đủ tốt cả. Thì ngay cả cái mình làm tôi đã bảo khen là rất là tốt, thì mà tôi cũng tiệm lời khen thôi, nhưng mà bạn ấy vẫn nghĩ là không đủ tốt. Mà bạn cũng được giải thưởng này nọ, viết bài rồi thậm chí đi những hội nghị hàng đầu trong ngành cũng giải thưởng là paper award về được bị người ta chọn. Đấy. Thì năm nay bạn vừa rồi cách đây một tháng thì bạn ấy bị
gọi điện cho tôi là quốc gia bạn quyết định sẽ không xin xin làm faculty nữa, mà bởi vì bạn đã có một cái offer làm research scientist ở với IBM. Thế tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thế hỏi tại sao em chọn sớm, thì bạn bảo là bạn ấy có một account ở trong LinkedIn đấy, thì có một người ở bên bên IBM Research họ liên lạc với bạn và make offer. Sau đó make offer tức là bạn có muốn join vào cái research group của IBM không, thì bạn nói why not, tức là thì bạn sẽ thì phải interview một chút, phải nói chuyện qua mạng, nói xong cái là họ make offer luôn. Thì bạn ấy thế thôi là bạn ấy quyết định là có lẽ là bạn sẽ từ bỏ cái postdoc đang làm giờ mới làm được một năm. Tất nhiên là cái thời kỳ làm postdoc COVID này thì cũng hơi chán, bởi vì là suốt ngày ngồi ở nhà cũng chẳng giao tiếp được với cái mentor của mình nhiều, cũng vẫn chỉ có nói chuyện qua mạng, chưa thiết lập được mối quan hệ cá nhân nhiều, thì tôi cũng có thể hiểu được chuyện đấy. Mặc dù cái ông mà bạn làm việc đấy cũng là chuyên gia đầu chủ ngành rất nổi tiếng, mà những người làm với ông cũng rất thành công. Thì vấn đề của bạn bạn này thì bạn hơi đấy, tôi nói hơi lạc quan, bạn chỉ lo là sang năm mà nộp hồ sơ thì sợ là cạnh tranh nhiều quá không được visa. Thì tất nhiên là những cái chuyện mà mình sẽ làm việc gì ở đâu, mình xin được làm chỗ nào thì nó luôn luôn có cái sự bất định, nó uncertainty. Mà tôi bảo nếu mà làm cái chuyện đấy là mình phải ai cũng ngại ngùng cái uncertainty cả, nhưng mình phải embrace, mình phải coi chuyện đấy là bình thường. Nói chung theo nghĩa rộng hơn, khi mình cuộc sống của mình làm nghiên cứu, nếu mọi thứ nó định ra sẵn thì thực ra thật là tẻ nhạt. Cái gì mà mình biết chẵn con đường đi của mình, cho nên cái chuyện đấy thực ra mình phải thích thú cái chuyện là một năm nữa mình không biết mình ở đâu làm gì, mình phải coi đấy là sự thích thú, đấy là cái thích thú của cuộc đời, đấy là cái may mắn của cuộc đời, là mình sẽ làm gì đó ở đâu đó mà mình vẫn chưa biết, miễn là mình làm cái mình thích thôi. Thì đấy vấn đề của cái bạn này thì là như thế, bạn có năng lực nhưng bạn hơi bi quan, bạn hơi lo quá. Thì cái đấy là cái mà mỗi người sẽ phải tự tìm cho cái câu trả lời cho riêng mình. Nhưng mà tôi chỉ cái lời khuyên của tôi là chỉ nên không nên ngại ngùng về cái sự bất định về tương lai của mình, không nên quá lo lắng vì nó, đôi khi mình quá lo lắng nó ảnh hưởng đến công việc hiện tại của mình. Cảm ơn anh. Rõ ràng là ngoài những lời khuyên rất là rõ ràng thì có một cái lời khuyên nó cụ thể các bạn sinh viên đang làm tiến sĩ hay đang làm các hoặc là các bạn postdoc có thể làm là tạo một cái profile trên LinkedIn. Biết đâu một ngày nào đó các bạn nhận được một cái email như thế. Không, tất nhiên là rõ ràng là người ta phải đánh giá rất kỹ cái profile rồi cái công trình nghiên cứu của các bạn. Nhưng mà đó là một lời khuyên em nghĩ là rất là cụ thể. Thực ra là phải nói một cách chân thành là nãy giờ trong vòng hơn một tiếng là em ngồi nghe hai anh chia sẻ, và bản thân em là cũng học được khá nhiều về cái cách nhìn và nói chung là nói chuyện hay là tiếp cận với các bạn sinh viên làm tiến sĩ hoặc là các bạn postdoc. Giống như anh Long đó là phải đẩy các bạn ra nhưng mà ít nhất vẫn có 16 bạn quay lại. Thì em cảm ơn anh Châu với lại anh Long rất là nhiều vì nãy giờ chia sẻ thực sự là rất rất là rõ ràng, rất là thật lòng, và hy vọng là nó có một cái ý nghĩa tích cực trong cái giai đoạn khó khăn này, nhất là đối với các bạn đang ở Việt Nam. Thì em xin phép là khép lại cái phần đầu của cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, đó là trò chuyện qua những câu hỏi em đặt cho các anh. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua phần 2, chắc là cũng ngắn thôi, tại vì nãy giờ em cũng hỏi là có ai có câu hỏi thì có thể đặt chat box mà chưa thấy. Tất nhiên có một số câu hỏi thì em có hỏi kèm trong cái chuyện là trường này trường nợ là trước đó rồi. Thì ngoài ra thì nếu mà mọi người ngại không có đặt câu hỏi chat box thì mọi người có thể giơ tay chọn cái reaction để raise hand đó, để đặt câu hỏi cho hai giáo sư. Có bạn Hoàng Nguyễn, thì bây giờ em xin phép là dừng lại recording để nói chuyện cho nó thoải mái nhé. Yeah.